Dutiyam vi thammang saranang gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy pháp. Dutiyam vi sanghang saranam gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y tăng. Dutiyam vi sanghang saranam gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy tăng. Tatiyam vi buddhang saranam gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật. Tatiyam vi buddhang saranam gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật. Tatiyam vi dhammang saranam gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp. Tatiyam vi dhammang saranam gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp. Tatiyam vi sanghang saranam gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y tăng. Tatiyam vi sanghang saranam gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng. Ba na ti ba ta về Ramani Sikha Badang Sama Diya Ami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Panatipata we chamani sikha padang samadhiya mi, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Adina Dana Ve Ramani Sikha Badang Sama Diya Mi, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. Adina Dana Ve Ramani Sikha Badang Sama Diya Mi, đệ tử giữ giới không trộm cướp. Aparamacharya Ve Ramani Sikha Badang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh. Aparamacharya Ve Ramani Sikha Badang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh. Musawada Ve Ramani Sikha Badang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Musawada Ve Ramani Sikha Badang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Sura merayamachapamadathana Ve Ramani Sikha Badang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Sura merayamachapamadathana Ve Ramani Sikha Badang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Vikalapho sanna Ve Ramani Sikha Badang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Vikalapho sanna Ve Ramani Sikha Badang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Na cha ghi ta và đi ta vi su có đá sẵn mà là gần thấp lệ bá thạ thà ra nạm mần đá nạ vi phù sẵn nạ thà nà về ra mạng nì sẽ khá bà đăng sa ma đi a mi đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch thưởng thức ca vũ nhạc kịch trang điểm trang sức. Nacha gita wa dita visu kadasana ma la gan ta vi le panatha janam man dana vi phu sana thana we jamani sika padang samadhiya mi để nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch thưởng thức ca vũ nhạc kịch trang điểm và mang đồ trang sức. Ucha Siyana Maha Siyana Vê Ramani Sikha Badang Samadhyami đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Ucha Siyana Maha Siyana Vê Ramani Sikha Badang Samadhyami đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Ít mang át thằng gác sám mạnh nà gác thằng bút tháp bánh nhắc thằng ưu bồ sát thằng ít mang chá rát tình ít mang chá di hoa sáng sàm mà đê hoa à bê chắc kết tùm sàm mà đi à mị. Chúng con nguyện tinh tần nghiêm trị bạc quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai. Imani atha sikha badani upo sasi velase na iman charatan na iman chidivasang sa thukang katamva Appamadena sammarakitambang. Chư Phật tử đã thọ tam quy và bát quan trai giới hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay chẳng nên dĩ vui. A Mafante, chúng con xin thành kính phụng hành. Silena sugatan yanti, silena foga sambara, silena niputan yanti, tasma silang viso tha ye. Người giữ giới hằng được phú túc, mạng chung thọ sanh lạc cảm là thắng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên giúp lòng trì giới tịnh thanh. Sa thu lành thai. Phật là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thân duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lội vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân
sinh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngược mong tăng bào, đức lành từ dung. Và tu sắp băng măng gà lăng ra khăn tu sắp bê đê quá ta sắp băng mùa ta nữ phá quê nữ sà nà sò thị phá quanh trư tê. Và tu sắp băng măng gà lăng ra khăn tu sắp bê đê quá ta sắp băng hàm mà nữ phá quê nữ sà nà sò thị phá quanh trư tê. Và tu sắp băng măng gà lăng ra khăn tu sắp bê đê quá ta sắp băng sang khá nữ phá quê nữ sà nà sò thị phá quanh trư tê. Tất cả anh phương hàng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhà quay đức của chư Phật, do nhà quay đức của giáo Pháp, do nhà quay đức của chư Tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu lành thai, lành thai. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Chúng con thành kính đại đơn thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con. Và con thành kính đảnh lễ thượng tọa Tỳ Siêu, con thành kính đảnh lễ thượng tọa Giác Đẳng. Con thành kính đảnh lễ thượng tọa Pháp Tân cùng chư tôn đức và sa thú kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Nam mô Buddhaya. Kính mời MC tiếp tục với chương trình hôm nay. Dạ, sa thú kính cảm ơn Dịch Hoài Ngọc. Nam mô Buddhaya. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa mình đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tam quy bát quan trai giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Xích Hoài Ngọc đã thay mặt đạo tràng thọ bát quan ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Con thành kính đảnh lễ ngài Tỳ Siêu cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu. Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả quý vị đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bụt Tha Giá. Hôm nay thứ tư, ngày 15 tháng 4 năm 2020, Phật lịch 2563. Đề tài hôm nay giáo trình bộ kinh Mát A Di Ca Giá do Hòa Thượng Minh Châu dịch Việt, bài 102, kinh 5 và 3. Bách Chắc Tá Giá Suốt Tá tiếp theo, câu 1007 đến 1008 sẽ được thượng tọa Pháp Tăng giảng giải. Kính bạch chư tôn, kính thưa chúng, chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Tỳ Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, ngài có nghe được âm thanh con? Dạ, con kính dâng mic đến ngài ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Thân chào quý tu nữ, quý Phật tử. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử. Hôm nay chúng ta học phần 2 của bài kinh 5 và 3. Trong bài kinh, trong phần 2 của bài kinh này thì chúng ta sẽ được nghe nói về hai phần, tức là cái luận thuyết về quá khứ và phần thứ hai là niết bàn hiện tại, chấp thủ niết bàn hiện tại của các sa môn và lâm môn. Thật ra đó, thưa quý vị, khi mà
các có các vị sa môn bà la môn vì họ không có rõ, không có thực chứng cái gì hết, cho nên lúc ban đầu thì những sa môn bà la môn đó họ mới chấp những quan điểm, mà những quan điểm đó là nó rỗng không, không có gì hết. Như là về sau khi chết chúng sinh có tưởng hay là vô tưởng, hay là phi tưởng, phi tưởng, bệnh hoạn, không bệnh hoạn, vân vân, tức là thường hay là vô thường. Nhưng mà có một số sa môn bà la môn họ có cái sự tiến bộ hơn, tức là họ do có chứng đắc được thiền định, họ thấy về quá khứ nhưng mà thấy không xa và không có trí tuệ để mà nhận thức pháp, cho nên họ mới nảy sinh lên những cái quan điểm chấp về quá khứ. Rồi có một số sa môn bà la môn họ bỏ được quá khứ, bỏ được vị lai, cái quan điểm bỏ quan điểm vị lai, họ tu đến thiền, rồi từ từ họ tiến lên từ cái chỗ mà họ bỏ được cái thiền thiền có hỷ, rồi thiền có lạc, rồi thiền thở xả. Nhưng mà khi họ đạt sự tịch tịnh đó thì họ tự cho rằng là họ đã được chứng niết bàn, tịch tịnh, họ được giải thoát. Họ có vẫn có sự chấp thủ mà họ không hay, khi mà gần tới đích rồi mà họ vẫn không thoát khỏi, họ vẫn không thoát khỏi để đạt đến cái mục đích. Chỉ có Đức Như Lai bậc chánh liên tri thì ngài mới có thể, thì ngài mới hiểu được và ngài vượt qua. Thì ở trong cái bài học ngày hôm nay, trong cái phần cuối có một đoạn mà mặc dù trong phần cuối có một đoạn chút xíu nữa chúng tôi sẽ trình bày với quý vị. Còn bây giờ thì xin mời cô Nhật Quỳnh đọc bài cho, rồi sau đó xin cung thỉnh giáo sư thuyết giảng. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, sa thú lành thai. Con xin thay mặt đại chúng trong rung thành kính lãnh lễ tri ân ngài Tỳ Siêu đã từ bi dẫn nhập đại học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, dạ Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả quý vị cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con xin được đọc bài chánh văn ngày hôm nay. Bài học hôm nay là bài 102 luận thuyết về quá khứ. Từ 1007 đến 1008. 1007 luận thuyết về quá khứ. Một số các kiến chấp không đơn thuần đến từ suy diễn mà do các vị đã chứng thiền nhớ lại
kiếp quá khứ. Như được Đức Phật giảng chi tiết trong kinh Phạm Võng, Râm Macha La Sutta Trường Bộ, chính là sự nhớ lại tạo nên những chấp chặt quan điểm của mình về Thượng Đế và linh hồn. Này các tỳ kheo, có một số sa môn bà la môn luận bàn về quá khứ, thảo luận về quá khứ, y cứ vào quá khứ tuyên bố nhiều quan điểm sai khác. Tự ngã và thế giới thường còn, chỉ như vậy là chân thật, ngoài ra là hư vọng. Ở đây một số tuyên bố như vậy, tự ngã và thế giới là vô thường, chỉ như vậy là chân thật, ngoài ra là hư vọng. Ở đây một số tuyên bố như vậy, tự ngã và thế giới là thường còn, là vô thường, chỉ như vậy là chân thật, ngoài ra là hư vọng. Ở đây một số tuyên bố như vậy, tự ngã và thế giới là không phải thường còn, không phải vô thường, chỉ như vậy là chân thật, ngoài ra là hư vọng. Ở đây một số tuyên bố như vậy, tự ngã và thế giới là hữu biên, chỉ như vậy là chân thật, người ngoài ra là hư vọng. Ở đây một số tuyên bố như vậy, tự ngã và thế giới là vô biên, chỉ như vậy là chân thật, ngoài ra là hư vọng. Ở đây một số tuyên bố như vậy, tự ngã và thế giới là hữu biên, là vô biên, chỉ như vậy là chân thật, ngoài ra là hư vọng. Ở đây một số tuyên bố như vậy, tự ngã và thế giới không phải hữu biên, không phải vô biên, chỉ như vậy là chân thật, ngoài ra là hư vọng. Ở đây một số tuyên bố như vậy, tự ngã và thế giới là nhất tưởng, chỉ như vậy là chân thật, ngoài ra là hư vọng. Ở đây một số tuyên bố như vậy, tự ngã và thế giới là dị tưởng, chỉ như vậy là chân thật, ngoài ra là hư vọng. Ở đây một số tuyên bố như vậy, tự ngã và thế giới là thiểu tưởng, chỉ như vậy là chân thật, ngoài ra là hư vọng. Ở đây một số tuyên bố như vậy, tự ngã và thế giới là vô lượng, chỉ như vậy là chân thật, ngoài ra là hư vọng. Ở đây một số tuyên bố như vậy, tự ngã và thế giới là nhất hướng lạc, chỉ như vậy là chân thật, ngoài ra là hư vọng. Tuyên bố như vậy, tự ngã và thế giới là nhất hướng khổ, chỉ như vậy là chân thật, ngoài ra là hư vọng. Ở đây một số tuyên bố như vậy, tự ngã và thế giới là lạc và khổ, chỉ vậy là chân thật, ngoài ra là hư vọng. Ở đây một số tuyên bố như vậy, tự ngã và thế giới là không khổ, không lạc, chỉ như vậy là chân thật, ngoài ra là hư vọng. Ở đây một số tuyên bố như vậy, ở đây này các tỳ kheo, những vị sa môn bà la môn nào có trụ thuyết như sau, có quan điểm như sau, tự ngã và thế giới là thường còn, chỉ như vậy là chân thật, ngoài ra là hư vọng. Ngoài tính, ngoài hỷ, ngoài tùy căn, ngoài thanh định lý do, ngoài kham nhẫn chấp thọ là tà kiến, trí tự mình sẽ trở thành thanh tịnh trong sạch. Sự tình nhất không xảy ra. Này các tỳ kheo, nếu trí tự mình không trở thành thanh tịnh trong sạch, thời cho đến chỉ một phần nhỏ của trí mà những tôn giả sa môn bà la môn ấy làm cho trong sạch, chính như vậy cũng được xưng là chấp trước đối với những vị tôn giả sa môn bà la môn ấy. Biết rằng cái này thuộc hữu vi là thô pháp, không có sự đoạn diệt các hành. Biết được có sự đoạn diệt này, Như Lai thấy sự giải thoát khỏi pháp hữu vi đã
vượt pháp hữu vi. Ở đây này các tỳ kheo, những vị sa môn bà la môn nào có lý thuyết như sau, có quan điểm như sau: tự ngã và thế giới là vô thường, vân vân. Tự ngã và thế giới là thường còn, là vô thường, vân vân. Tự ngã và thế giới không thường còn và không vô thường, vân vân. Tự ngã và thế giới là vô biên, vân vân. Tự ngã và thế giới là hữu biên và vô biên, vân vân. Tự ngã và thế giới là không hữu biên và không vô biên, vân vân. Tự ngã với nhất tưởng, vân vân. Tự ngã và thế giới là dị tưởng, vân vân. Tự ngã và thế giới là thiểu tưởng, vân vân. Tự ngã và thế giới là vô lượng tưởng, vân vân. Tự ngã và thế giới là nhất hướng lạc, vân vân. Tự ngã và thế giới là nhất hướng khổ, vân vân. Tự ngã và thế giới là lạc và khổ, vân vân. Tự ngã và thế giới là không khổ, không lạc. Chỉ như vậy là chân thật, ngoài ra là hư vọng. Ngoài lòng tin, ngoài hỷ, ngoài tùy căn, tùy văn, ngoài thẩm định lý do, ngoài sự khâm nhận, chấp thọ, tà kiến, trí tự mình sẽ trở thành tình, trong sạch, sự tình như vậy không xảy ra. Này các tỳ kheo, nếu trí tự mình không trở thành thanh tịnh, trong sạch, thời cho đến chỉ một phần nhỏ của trí mà những tôn giả sa môn bà môn ấy làm cho trong sạch. Chính như vậy cũng được xưng là chấp trước đối với những tôn giả sa môn bà la môn ấy. Biết rằng cái này thuộc hữu vi là thô pháp, nhưng có sự đoạn diệt các hành. Biết được có sự đoạn diệt này, Như Lai thấy sự giải thoát khỏi pháp hữu vi và đã vượt khỏi pháp hữu vi. 1008 Thuận thuyết về Niết Bàn hiện tiền. Hỷ lạc của cảnh thọ dù ở mức độ vi tế của thiền định vẫn chỉ là cảnh thọ, là pháp hữu vi không thể xem là vô vi Niết Bàn. Ở đây này các tỳ kheo, có vị bà la môn, có vị sa môn hay bà la môn do từ bỏ những quan điểm về quá khứ và từ bỏ những quan điểm về tương lai, do không hoàn toàn chú tâm đến những dục kiết sử, đạt được viễn ly và an trú, vị ấy nghĩ đây là sự thật, đây là thù diệu, tức là đạt được viễn ly hỷ, ta an trú. Nhưng nếu viễn ly hỷ ấy của vị này bị đoạn diệt, do viễn ly hỷ bị đoạn diệt, ưu tư sanh khởi. Do ưu tư được đoạn diệt, viễn ly hỷ sanh khởi. Ví như, này các tỳ kheo, chỗ nào bóng mát từ bỏ, chỗ ấy sức nóng mặt trời lan rộng. Chỗ nào sức nóng mặt trời từ bỏ, chỗ ấy bóng mát lan rộng. Cũng vậy, này các tỳ kheo, do viễn ly hỷ bị đoạn diệt, ưu tư sanh khởi, do ưu tư được đoạn diệt nên viễn ly hỷ sanh khởi. Về vấn đề này, này các tỳ kheo, Như Lai biết như sau: vị tôn giả sa môn hay bà la môn này do từ bỏ những quan điểm về quá khứ và do từ bỏ những quan điểm về tương lai, do hoàn toàn không chú tâm đến các dục kiết sử, sau khi đạt được viễn ly hỷ liền an trú. Đây là sự thật, đây là thù diệu, tức là đạt được viễn ly hỷ ta an trú. Viễn ly ấy của vị này bị đoạn diệt, do viễn ly hỷ bị đoạn diệt, ưu tư sanh khởi. Do ưu tư được đoạn diệt, viễn ly hỷ sanh khởi. Biết rằng cái này thuộc hữu vi pháp là thô pháp, nhưng có sự đoạn diệt các hành. Biết được có sự đoạn diệt này, Như Lai thấy sự giải thoát khỏi pháp hữu vi và đã vượt khỏi pháp hữu vi. Nhưng ở đây, này các tỳ kheo, có vị sa môn hay bà la môn do từ bỏ các quan điểm về quá khứ
do từ bỏ các quan niệm về tương lai, do hoàn toàn không chú tâm đến các dục kiết sử, do vượt qua việc ly hỷ, sau khi đạt được phi vật chất lạc liền an trú. Đây là sự thật, đây là thường diệu, tức là đạt được phi vật chất lạc ta an trú. Phi vật chất lạc của vị ấy bị đoạn diệt, do phi vật chất lạc bị đoạn diệt, viễn hỷ sanh khởi. Do viễn ly hỷ bị đoạn diệt, phi vật chất lạc sanh khởi. Ví như này các tỷ kheo, chỗ nào bóng từ bỏ chỗ ấy sức nóng mặt trời lan rộng, chỗ nào sức nóng mặt trời từ bỏ chỗ ấy bóng lan rộng. Cũng vậy, này các tỷ kheo, do phi vật chất lạc bị đoạn diệt, viễn ly hỷ sanh khởi. Do viễn ly hỷ bị đoạn diệt, phi vật chất lạc được sanh khởi. Về vấn đề này, này các tỷ kheo, Như Lai biết như sau. Vị tôn giả Sa Môn hay bài ông này, do từ bỏ các quan điểm về quá khứ, do từ bỏ các quan điểm về tương lai, do hoàn toàn không chú tâm đến các dục kiết sử, do vượt qua viễn ly hỷ đạt được phi vật chất lạc và an trú. Đây là sự thật, đây là thường diệu, tức là đạt được phi vật chất lạc ta an trú. Phi vật chất lạc ấy bị đoạn diệt, do phi vật chất lạc bị đoạn diệt, viễn ly hỷ sanh khởi. Do viễn ly hỷ bị đoạn diệt, phi vật chất lạc sanh khởi. Biết rằng cái này thuộc hữu vi là thô pháp, nhưng có sự đoạn diệt các hành. Biết được có sự đoạn diệt này, Như Lai thấy được sự giải thoát khỏi pháp hữu vi và đã vượt khỏi pháp hữu vi. Ở đây, này các tỳ kheo, có Sa Môn hay Bà La Môn, do từ bỏ các quan điểm về quá khứ, do từ bỏ các quan điểm về tương lai, do hoàn toàn không chú tâm đến các dục kiết sử, do vượt qua viễn ly hỷ, do vượt qua phi vật chất lạc, sau khi đạt được vô khổ vô lạc thọ liền an trú. Đây là sự thật, đây là thù diệu, là đạt được vô khổ vô lạc thọ ta an trú. Vô khổ vô lạc thọ ấy của vị này bị đoạn diệt, do vô khổ vô lạc thọ bị đoạn diệt, phi vật chất lạc sanh khởi. Do phi vật chất lạc bị đoạn diệt, vô khổ vô lạc thọ sanh khởi. Ví như này các tỳ kheo, chỗ nào bóng mát từ bỏ chỗ ấy sức nóng mặt trời lan rộng, chỗ nào sức nóng từ bỏ chỗ ấy bóng mát lan rộng. Cũng vậy, này các tỳ kheo, do vô khổ lạc thọ bị đoạn diệt, phi vật chất lạc sanh khởi. Do phi vật chất lạc bị đoạn diệt, vô khổ vô lạc thọ sanh khởi. Về vấn đề này, này các tỳ kheo, Như Lai biết như sau. Vị tôn giả Sa Môn hay Bà La Môn này, do từ bỏ các quan điểm về quá khứ, do từ bỏ các quan điểm về tương lai, do hoàn toàn không chú tâm đến các mục kiết, do hoàn toàn không chú tâm đến các dục kiết sử, do vượt qua viễn ly hỷ, do vượt qua phi chất lạc, sau khi đạt được vô khổ vô lạc thọ liền an trú. Đây là sự thật, đây là thù diệu, tức là đạt được vô khổ vô lạc thọ ta an trú. Vô khổ vô lạc thọ ấy của vị này bị đoạn diệt, do vô khổ vô lạc thọ bị đoạn diệt, phi vật chất lạc sanh khởi. Do phi vật chất lạc bị đoạn diệt, vô khổ vô lạc thọ sanh khởi. Biết rằng cái này thuộc về hữu vi là thô pháp, nhưng có sự đoạn diệt các hành sau khi biết được. Đây có sự đoạn diệt các hành này, Như Lai thấy được sự giải thoát khỏi pháp hữu vi và vượt khỏi hữu vi pháp. Nhưng ở đây, này các tỳ kheo, có vị Sa Môn Bà La Môn, do từ bỏ các quan điểm về quá khứ, do từ bỏ các quan điểm về tương lai, do hoàn toàn không chú tâm đến các dục kiết sử, do vượt khỏi viễn ly hỷ, do vượt khỏi phi vật chất lạc,
do vượt khỏi vô khổ vô lạc thọ. Vị ấy phán: ta đã tịch tịnh, ta đã tịch diệt, ta là không chấp thủ. Ở đây này các tỳ kheo, Như Lai biết như sao? Vị Tôn giả: Sa môn, Bà La môn này, do từ bỏ các quan điểm về quá khứ, do từ bỏ các quan điểm về tương lai, do hoàn toàn không chú tâm đến các dục kiết sử, khỏi viễn ly hỷ, do vượt khỏi phi vật chất lạc, do vượt khỏi vô khổ vô lạc thọ, vị ấy phán: ta đã tịch tịnh, ta là tịch diệt, ta là không chấp thủ. Chắc chắn vị đại đức này tuyên bố con đường đưa đến niết bàn. Nhưng vị Tôn giả Sa môn, Bà La môn này khởi lên chấp thủ, hoặc chấp thủ quan điểm về quá khứ, hoặc chấp thủ quan điểm về tương lai, hoặc chấp thủ dục kiết sử, hoặc chấp thủ phi vật chất lạc, hoặc chấp thủ vô khổ vô lạc thọ. Dầu cho vị đại đức này quán: ta tịch tịnh, ta tịch diệt, ta không có chấp trước, nhưng vị này vẫn được xem là có chấp trước về điểm ấy. Biết rằng cái này thuộc của vi pháp là thô pháp, nhưng có đoạn diệt các hành. Sau khi biết được đoạn diệt các hành này, Như Lai thấy được sự giải thoát khỏi pháp hữu vi và đã vượt khỏi hữu vi pháp. Nhưng ở đây này các tỳ kheo, vô thượng tịch tịnh tối thắng đạo được Như Lai chánh đẳng giác, nghĩa là sau khi như thật biết sự tập khởi, sự đoạn diệt vị ngọt và nguy hiểm của sáu xúc xứ, có sự giải thoát khắp thủ. Ở đây này các tỳ kheo, vô thượng tịch tịnh tối thắng đạo này được Như Lai chánh đẳng giác, nghĩa là sau khi như thật biết sự tập khởi, sự đoạn diệt vị ngọt và sự nguy hiểm của sáu xúc xứ, có sự giải thoát không chấp thủ. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỳ kheo hoan hỷ tính thọ lời Thế Tôn. Nam Mô Bích Tha Giá và bản chánh văn đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng trong room hành kính lãnh lễ cung thỉnh thượng tọa Pháp Đăng từ bi giảng giải bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, con kính nhân mít đến sư. Sư có nghe được âm thanh con không, bạch sư? Con kính nhân mít đến sư ạ. Alo, alo, quý vị có nghe được không? Dạ, quý vị có nghe được không? Dạ, con nghe được quý vị. Thì ở trong cái bài kinh mà chúng ta học, bài kinh 53 này, thì thật sự là một cái bài kinh không dễ gì để chúng ta hiểu thấu được. Nhưng mà ở đây thì chúng ta cố gắng để mà học hỏi, và chúng ta hãy biết được rằng Đức Phật là một vị đã chứng ngộ được. Và với sự chứng ngộ của Ngài đó, thì Ngài thuyết giảng về những cái quan điểm, những cái quan điểm mà dính mắc vào thường kiến, đoạn kiến, hay là hiện tại niết bàn, hay là về các cái thiền chứng. Thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật, vì Đức Phật Ngài biết chúng ta có sáu cái xúc xứ, xúc sanh ra thọ và thọ nó sanh ra tưởng. Chính vì thường thường biết rằng đối với sáu thức nhãn thức thì biết cảnh sắc, nhưng mà nó có sắc tưởng, có nghĩa là ở trong cảnh sắc đó chúng ta thấy tưởng vô lượng, hay là tưởng hạn lượng, hay là vô lượng, hay là chúng ta thấy ở trong cái vui, tưởng trong cái hiện tại lạc. Thật sự thì những vấn đề này đó, thì chúng ta cần phải có cái tâm để tưởng, thì chúng ta mới thấy rằng những cái xúc sanh ra những cái thọ, rồi những cái sắc tưởng, thinh tưởng, khí tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng. Và khi mà tưởng đó thì chúng ta có những cái sự sai lầm, và những cái sự sai lầm đó
chỉ có khi chánh đẳng chánh giác, ngài đã chứng ngộ, ngài thuyết giảng, chúng ta mới thoát ly được luân hồi. Còn không thì chúng ta vẫn quanh quẩn ở trong vòng luân hồi. Trừ ra những vị Bồ Tát độc giác, các vị này có thể tự mình chứng ngộ, còn lại thì chúng ta phải nhờ đến vị chánh đẳng chánh giác thuyết giảng và để dứt trừ những cái tà kiến này. Và chúng ta tin tưởng rằng Đức Phật là bậc đạo sư, ngài đã chứng ngộ và ngài nói lên đối với sáu cái xúc xứ sanh ra những cái cảm thọ, và những cái thọ đó đó thì thường thường chúng ta biết thọ hỷ với thọ lạc. Và chúng ta cũng biết rằng đối với những chúng sanh đắc thiền đó thì sơ thiền có tầm tứ hỷ lạc, hỷ lạc xả và định đó, là những cái thiền chứng hỷ lạc, ly dục ly ác bất thiện pháp chứng và trú sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh. Ly dục là chúng ta từ bỏ những cái sắc dục, thinh dục, khí dục, vị dục, nhưng mà chúng ta không có từ bỏ được cái pháp dục quý vị. Cái pháp dục là thường thường chúng ta biết rằng dục á, thì nó có những cái pháp dục và những cái những cái dục lạc, mà thường thường chúng ta rằng dục á, sở hữu dục á, nó có những cái tham dục và những cái pháp đắc dục. Những cái tham dục là nói đến những cái dục lạc ngũ trần, nhưng mà những cái dục kia đó thì rất là khó để mà chúng ta thấy được và chúng ta biết được. Chính vì chúng ta không có hiểu được cái khổ của ngũ uẩn, chúng ta không thấy được cái khổ của ngũ uẩn. Với cái tứ đế mà Đức Phật ngài trình bày về khổ đế đó, ngài nói về cái khổ của danh sắc ngũ uẩn đó. Và cái khổ đế này đó đều là do cái tập đế, là cái lòng tham để sanh hữu trong các cái cảnh giới. Và cái lòng tham đó cũng dựa vào sắc xúc xứ của gì chúng ta có. Hay là chúng ta nói về giáo lý thập nhị nhân duyên đó, thì chúng ta nói được về năm cái nhân quá, năm cái nhân quá khứ, năm cái nhân hiện tại, năm cái quả tương lai đó. Thường thường thì chúng ta biết rằng chúng ta có mặt ở đây là chúng ta có thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ. Và khi thọ nó duyên cho ái, duyên cho thủ, có vô minh và hữu và hành, là hành động, thân hành, khẩu hành, ý hành chúng ta. Và nó dẫn đến thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ trong tương lai nữa. Nó cứ quanh quẩn như vậy, trừ khi nào đó một vị chánh đẳng chánh giác ngài hiểu được cái giáo lý thập nhị nhân duyên, bẻ gãy cái giềng mối của sanh tử luân hồi, từ thọ nó không duyên cho ái nữa mà nó duyên cho tịnh tính. Đó là cái sự tịnh tính trong cái chánh pháp mà Đức Phật ngài chứng ngộ theo cái giáo lý thập nhị nhân duyên. Và cái sự tính đối với lời dạy của Đức Phật trong cái pháp thoát ly luân hồi mà chúng ta tu tập, chúng ta thường suy niệm về cái vị ngọt và cái sự xuất ly. Cái làm cho người ta tỉnh thức để người ta tu tập. Bởi vậy các cái vị hiền trí đó thấy được cái vị ngọt, cái nguy hiểm của vị ngọt đó, và vị đó thoát ly, nên vị đó tầm tìm kiếm con đường của vị chánh đẳng chánh giác hay là những vị độc giác. Những vị thinh văn giác á, thì nhờ vị chánh đẳng giác thuyết giảng nên mới thoát ly được luân hồi. Và nếu mà nói về về một cái thuyết nữa, đó là lục đại duyên khởi, đó là đất nước lửa gió thức và hư không. Đó là Đức Phật thuyết về lục đại duyên khởi, chỗ có sáu cái phần này, chỗ đó có chúng sanh hiện hữu. Ở đây á, thì chúng ta hiểu rằng đối với những cõi khổ thì họ không có khả năng để nhớ được tương lai. Với một số chúng sanh mà họ tu thiền đó quý vị, họ tu thiền, thường thường trong A Tỳ Đàm Vi Diệu Pháp có nói rằng cái người chứng sơ thiền đó, nếu mà họ hoại sơ thiền đó, họ sanh xuống nhân loại cũng bằng tâm thiện hợp trí, họ sanh bằng cái tâm quả hợp trí, họ tục sinh làm người tam nhân. Nếu mà họ tiếp tục tu thiền đó, họ có thể chứng thiền. Và chính vì họ chứng thiền đó, họ có thể nhớ lại kiếp trước. Nên thường thường trong bài kinh Khởi Bổn Nhân Thế có nói về chúng ta thờ Phạm Thiên đó, là vị đại Phạm Thiên đó là sanh trước. Phạm chúng thiên là những sanh đắc thiền sanh lên. Và trong lúc sanh đó thì vị đó có một cái hiện tượng rất là đặc biệt. Đó là cái vị Phạm Thiên đầu tiên đó, vị đó ước gì có một người sanh ra. Và những chúng sanh đó đắc được sơ thiền sanh lên làm Phạm chúng thì ngay lúc bấy giờ có mặt.
vị này sanh ra bằng quá sanh, nhưng mà vị này cũng biết được cái vị kia muốn có mình mà có mình. Vị kia, vị Đại Phẩm Thiên nghĩ rằng muốn có mình nó bây giờ có mình, mà vị Phẩm Chứng Thiên cũng biết rằng vị Đại Phẩm Thiên muốn có mình mà có mình, nên vị đó sanh ra ta với ý hóa thành của vị. Đây là một cái mắt xích mà chúng ta cần phải biết được. Và khi chúng ta biết được đó, chúng ta mới thấy được đó, có những vị chủ trương, những vị đó thường hằng là vị Đại Phẩm Thiên. Như nhiều lần chúng tôi nói, vị Đại Phẩm Thiên sống bằng một kiếp trái đất, Phạm Chứng Thiên sống bằng một phần ba kiếp trái đất. Vị này sanh sau mà chết trước, còn vị kia sanh trước mà chết sau. Nên cái vị mà sanh sau đó mà chết trước đó, là vị đó vì cái tuổi thọ có một phần ba kiếp trái đất thôi, nên vị đó sanh sau, vị Đại Phẩm Thiên muốn có vị này thì có mặt, nhưng mà vị này là chết trước. Chết trước nên vị này tu thiền, vị này nhớ được vị Đại Phẩm Thiên còn thường hằng như vậy, nên mới chủ thiết là Thượng Đế, là Phạm Thiên, là Phạm Thể, là quá sanh chủ, là này kia nọ, cái những chủ thuyết đó đó. Thì chúng ta hiểu rằng Đức Phật Ngài biết được cái tuổi thọ của các cảnh giới, nên Ngài nói về chúng sanh mà nhất tưởng hay là dị tưởng đó. Thường thường quý vị biết rằng những vấn đề thì cũng là một vấn đề rất là lớn. Thường thì chúng ta biết rằng ba cõi sơ thiền đó, do cái tâm sơ thiền sanh lên ba cõi sơ thiền. Nhưng mà ba cõi nhị thiền đó, thì hai thứ tâm sanh là tâm nhị thiền và tâm tam thiền sanh về ba cõi nhị thiền. Tâm tứ thiền sanh về ba cõi tam thiền, tâm ngũ thiền sanh về bảy cõi tứ thiền. Nhưng mà trong đó đó thì chúng ta vẫn biết rằng ngũ quyền hay tấn niệm định lực hay là tứ thần túc dục cần tâm thẩm đó, đó là những cái năng lực tu thiền của những vị đó. Và những vị đó do mạnh yếu đó nên vị đó sanh lên làm Đại Phạm Thiên sống bằng một kiếp trái đất, Phạm Phụ Thiên sống bằng nửa kiếp trái đất, Phạm Chúng Thiên sống bằng một phần ba kiếp trái đất. Và khi mà những vị đó đó chết, chúng như chúng tôi đã nói đó, chết từ cõi Phạm Thiên sơ thiền đó, họ sanh xuống cõi nhân loại cũng tục sinh bằng tâm thiện hợp trí. Nên nếu mà họ tiếp tục tu thiền đó, họ nhớ được kiếp trước. Vì khi nhớ được kiếp trước như vậy đó, họ tuyên bố những vị Phạm Thiên kia là thường hằng, thường tồn. Và những cảnh giới của Phạm Thiên nó cũng có những cảnh giới, nó có một cái vùng ranh giới của Phạm Thiên sơ thiền rồi khác với Phạm Thiên nhị thiền, Phạm Thiên tam thiền, Phạm Thiên tứ thiền. Như vậy thì cái cảnh giới đó nó giống như đất nước Hoa Kỳ lớn hơn đất nước Việt Nam, đất nước Việt Nam lớn hơn đất nước Kuwait. Nhưng mà nếu mà ai nói rằng đất nước tôi là tối thượng hơn thì thật sự là không đúng. Không đúng. Cái hạn lượng chúng ta thấy, chúng ta cảm nhận, chúng ta biết được đó, nó chỉ ở giới hạn nào đó thôi. Còn ngoài cái đó chúng ta không có biết được. Và khi mà chúng ta tuyên bố như vậy đó thì quá là hàm hồ. Cái nghĩa là cái sự thấy thiên kiến nó trở thành tà kiến, không thấy tổng thể. Như Đức Phật Ngài thấy về những Phạm Thiên sơ thiền, cảnh giới đó có cái tuổi thọ như vậy, có cái cảm giác lạc thọ như vậy, hỷ thọ như vậy, có cảm giác an vui như vậy. Rồi cõi nhị thiền có cái cảm giác bỏ tầm tứ, còn nghĩ lạc. Rồi tam thiền bỏ hỷ, tứ thiền bỏ lạc, ngũ thiền còn xả và định. Những vấn đề đó Đức Phật Ngài biết được do những vị đó có cái vị ngọt cảm thọ, đó là những cái thiền chứng. Và chính những cái thiền chứng đó là cái vị ngọt thì tất nhiên là đam mê rồi quý vị. Nên thường thường chúng ta là đệ tử của Đức Phật thì Đức Phật Ngài thuyết về các pháp hữu vi là vô thường, khổ, vô ngã. Dù là những thiền chứng đó cũng là những pháp hữu vi, dù là những cái cảm thọ như là nhãn thọ hay là nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ, do xúc làm duyên, do thân xúc hay do ý xúc làm duyên, để có pháp tưởng. Chính cái pháp tưởng đó thì Đức Phật Ngài cũng nói chúng ta đó là ngũ uẩn. Và ngũ uẩn nó cũng sanh diệt, cũng vô thường, nó có nhiều loại tâm. Hễ có tâm này không có tâm kia, có tâm kia thì không có tâm này. Cũng như viễn ly hỷ và hiện quá khứ, chúng ta nói như hỷ và lạc vậy đó. Nếu mà chúng ta có tâm hỷ đó thì có cái tâm thọ hỷ đó, thì có cái thân lạc. Nhưng mà có một loại lạc nữa là tứ thiền lạc thọ đó. Đó là một cái trạng thái cao hơn nữa. Nhưng mà rồi Đức Phật là vị chánh đẳng chánh giác, Ngài biết được tất cả các pháp, nên Ngài phân tách các pháp đó tỉ mỉ. Và Ngài biết được cái vị ngọt của các pháp đó, nên Ngài nói rằng những cái vị này, những vị ngoại đạo này, những vị bà la môn này dính mắc vào những cái cảm thọ này. Và những cái cảm thọ này làm cho họ đam mê, làm cho họ mù mắt.
Và khi họ mù mắt á, thì cái trí tuệ của họ nó cũng bị hạn lượng. Chúng ta nói rằng mù mắt ở đây á, là vì họ không có cái tuệ giác của vị chánh hẳn chánh giác. Họ chỉ với cái thiền chứng đó thì họ có cái trí. Biết rằng chúng ta vẫn biết rằng những cái tâm thiền á, nó có, vẫn có trí. Nên thường thường mới nói rằng cái tâm thiền á, thọ hỷ, tâm sơ thiền, nhị thiền, tâm tam thiền, tâm tứ thiền, tâm ngũ thiền sắc giới, hoặc là ngũ thiền của sắc giới, những tâm này vẫn có trí. Nhưng mà cái trí ở trong cái thế gian, cái trí ở trong hữu giác, chứ không phải là cái trí của vô vi pháp. Bởi cái trí của vô vi pháp, trừ khi nào chúng ta tu thiền quán, với cái tâm thiện hợp trí, chúng ta có trí từ cái trí mà là chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc đó. Chuyển tộc, cái trí chuyển tộc là có thể mình tu tập quán thấy đường khổ vô ngã, để cái trí này nó sanh khởi, để mình không có chấp thủ vào cái danh sắc ngũ uẩn này, để mình có khả năng để chứng đắc được niết bàn. Nhưng mà bị những vị Bồ Tát chánh đẳng giác chỉ tu tới cái trí chuyển tập trí thôi, không qua cái trí đạo trí quả. Vì nếu trí đạo trí quả là tu đồ quần rồi thì vị này không trở thành vị Bồ Tát chánh đẳng chánh giác, mà vị này sẽ đắc ở trong một thời gian, một kiếp cuối cùng của vị Bồ Tát chánh đẳng giác, để đắc chứng được bốn đạo bốn quả và bốn niết bàn chính pháp tánh đồng loạt. Nên vị đó là vị giáo chủ, là vị tối thượng y vương. Còn ngược lại, chúng ta là những vị thinh văn á, thì chúng ta phải nghe pháp từ vị chánh đẳng giác, rồi chúng ta tu tập theo cái pháp đó mà chúng ta chứng đắc. Và chính nhờ cái vị chánh đẳng chánh đại giác là Đức Phật đã thuyết giảng. Chính ở điểm này á, nên chúng ta thấy những cái thiền sắc và thiền vô sắc á, bốn thiền sắc và bốn thiền vô sắc mà chúng ta gọi là tám thiền đó. Chính cho tám cái thiền này đó là những cái vị chứng được thiền này sanh xuống đó. Nên vì có chủ thuyết vô tưởng, hữu tưởng, hay là vừa khổ vừa lạc, hay là không khổ không lạc, hữu biên vô biên, thì những cái chủ thuyết này đó, chúng ta nhìn vào những cái xúc xứ do những cái vị đó sanh vào những cảnh giới đó, hoặc là do vị đó suy tưởng về cái sự suy tưởng về các cái cảnh giới, suy tưởng về những cái ác mà vị đó có, và đưa ra cái lý thuyết, cái chủ trương phủ nhận tất cả, chỉ có mình là số một, chỉ có đây là chân thật, ngoài ra là hư vọng. Chính những điều đó không có thật sự. Còn Đức Phật á, ngài chỉ rõ từng cái cấp độ, từng cấp độ của những cái thiền chứng, từng cấp độ của vị ngọt ở trong các cái thiền chứng. Thiền nào còn tầm tứ hỷ lạc, thiền nào bỏ tầm bỏ tứ, thiền nào còn hỷ, thiền nào lạc, thiền nào còn xả niệm thanh tịnh. Thì Đức Phật ngài biết được những cái cảm giác hay là những cái tưởng, bởi vì thường thường biết rằng những cái tâm thiền sanh lên nó cũng không ngoài cái tâm nào sanh lên cũng có tưởng quẩn sanh khởi, và cũng có thọ quẩn sanh khởi. Vì bốn danh quẩn đồng sanh trong tất cả tâm đó, đó là tâm sở thọ, tâm sở tưởng, và bảy tâm sở biến hành đó, thì năm tâm sở kia gọi là hành quẩn, thức quẩn là một thứ tâm. Như vậy là bốn danh quẩn này không rời với nhau. Nên thường thường á, người ta khi mà sanh về những cái cảnh giới đó, thì một là có danh quẩn, hai là không có danh quẩn, là sắc quẩn không, là cõi vô tưởng. Nếu mà có danh có sắc luôn á, thì chúng ta gọi là cõi ngũ quẩn hay cõi sắc giới đó, có danh có sắc. Cõi vô sắc là không có sắc mà chỉ có danh thôi. Cõi vô tưởng là không có danh quẩn mà chỉ có sắc quẩn. Chính về điểm này á, Đức Phật ngài nói về những cái vị Bà La Môn, những vị Sa Môn Bà La Môn, Đức Phật ngài chỉ chung cho tất cả chúng sanh. Vì Đức Phật là vị chánh đẳng chánh giác, ngài đã tu tập những cái ba la mật, những cái công hạnh ba la mật của ngài rất là đặc biệt để ngài thành tựu vị chánh đẳng chánh giác. Nên ngài thuyết giảng như vậy đó để cho những người có duyên. Có duyên là chúng ta hiểu rằng những người này đã từng tu tập với thời kỳ của Đức Phật Kassapa, Đức Phật Vipassi, Đức Phật Xí Khi, Đức Phật Quế Sát Phu, muốn giác ngộ hay là muốn chứng ngộ niết bàn. Mà thường thường chúng ta ưa có cái câu là do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy làm món duyên lành để dứt trừ những điều ô nhiễm ngủ ngầm trong tâm trong ngày vị lai. Có nghĩa là những chúng sanh đó, khi mà nghe một vị chánh đẳng chánh giác thuyết giảng thì vị này khởi tâm lên để hành trì. Nhưng mà trong đó đó cũng tùy theo những kiến chấp, tùy theo giai cấp, tùy theo những cái tôn giáo, cái sanh loại của mình, và mình dính mắc vào những cái đó đó, Đức Phật ngài biết được. Nhưng mà những chúng sanh là có duyên đó, là có sự hướng đến giác ngộ, và cái duyên giác ngộ đó đến gần, và vị này sẽ chứng ngộ đến niết bàn.
Thì chính vì điểm đó, đó nên chúng ta cần phải hiểu được vấn đề này, và những cái những vấn đề này được nói đến như là những cõi vô sắc, họ cũng chấp chắc những cái họ cho rằng thế giới này là không có vật chất. Bởi vì chúng những vị phạm thiên này sanh về cõi vô sắc, có nghĩa là không có sắc. Nên họ chủ trương về cái sắc này là hạn lượng, hay là sắc này bệnh hoạn, chỉ có không sắc là không có bệnh hoạn. Vì tâm nó đâu có phải có sắc đâu, mà sắc thì nó có sắc xung đột. Mình thường thường chúng ta gọi là tứ đại xung đột lẫn nhau, chúng ta sanh ra những cái bệnh hoạn. Và những chúng sanh mà không có sắc đó, tất nhiên là họ không có, họ chỉ có danh quẩn thôi, họ chỉ có tâm thôi, họ không có sắc quẩn, họ vượt qua sắc quẩn vì họ tu thiền vô sắc. Chính vì điểm đó, đó là nếu mà chúng ta nắm bắt được vấn đề này đó, thì chúng ta mới thấy rằng Đức Phật Ngài nói về chỉ có sáu xúc xứ: nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc. Và chính sáu cái xúc xứ này đó nó ở trong những cái giai đoạn. Khi mà chúng ta sanh lên cái cảnh giới đó, chúng ta ở cảnh giới đó và chúng ta dính mắc vào những cảnh giới đó. Ví dụ một người mà ở Việt Nam thì mình thấy những món ăn của Việt Nam, những bông hoa của Việt Nam, những cái cách xây dựng của Việt Nam. Nhưng mà chúng ta qua bên Mỹ, chúng ta thấy bông hoa bên Mỹ, rồi cái xây dựng bên Mỹ, cái không gian bên Mỹ và những cái sinh hoạt bên Mỹ. Tùy theo nếu chúng ta thích, lúc này chúng ta thích thì chúng ta cho đó là số 1, cái kia không có như vậy. Nhưng mà khi một người ở bên đây họ thích thì họ nói đây là số 1, bên kia thì không như vậy, không có được, không phải là số 1. Nhưng chính vì điểm đó, đó là không thấy được, không thấy sự thích đó, đó là vị ngọt, vị ngọt. Không thấy được cái sự hoại diệt, dù chúng ta có thích cái cảnh giới đó, cái phong cách đó, cái truyền thống đó, cái món ăn bông hoa đó, nhưng mà tất cả những cái điều đó, đó chỉ là những cái cảm giác về thấy, nghe, ngửi, nếm được, ăn uống, ngủ nghỉ của chúng ta mà thôi. Cái sinh hoạt không gian của chúng ta mà thôi. Nếu mà chúng ta nói rằng ở đây cái không khí tốt, ở kia không khí không tốt, khi mà những cái lượng vật chất đó, nó thảy ra bao nhiêu đó thì nó bị ô nhiễm. Cái lượng đó nó không có thì nó không gọi là ô nhiễm, chỉ là như vậy thôi. Thành ra nhiều khi chúng ta hiểu được như vậy đó, thì ta sống chúng ta thấy được cái vị ngọt, thấy được cái nguy hiểm, thật sự rất là nguy hiểm. Nếu một người mà họ sống trong cái sự khổ đó, mà họ nỗ lực họ tu đó, họ nỗ lực họ tu, thì họ vẫn có sự được Đức Phật Ngài nói rằng nếu người sống trăm năm không thấy pháp sanh diệt, không bằng sống một ngày mà thấy pháp sanh diệt. Nếu mình sống mà thấy khổ, mình nỗ lực để mình vượt qua khổ cũng một cách. Rồi có nhiều người họ sống trong cái lạc nhưng mà họ không thấy được cái không có, họ đam mê cái lạc, họ cũng không bằng cái người mà thấy được khổ. Nên chính vì Đức Phật nói rằng cái vị ngọt nó cũng cột trói chúng sanh, và những chúng sanh bị cột trói nó sanh ra tà kiến này, 62 cái loại tà kiến, hay là những cái kiến chấp về thường kiến, đoạn kiến, thì hiện tại niết bàn. Vì họ sống đó, nhiều khi quý vị thấy rằng có nhiều người họ sống đó, họ chủ trương mình đừng có bệnh hoạn, mình có những cái dục lạc như ý, có những cái thấy, nghe, ngửi, nếm đụng, những cái xúc chạm, ăn uống, những cái ngủ nghỉ, những cái gì mà hoàn toàn là hạnh phúc, cho đó là tối thượng rồi, đó là mục đích cuối cùng của họ. Hiện tại niết bàn của họ là như vậy. Nên những cái chủ thuyết của những người mà họ không thấy được cái danh sắc ngũ quẩn là vô thường, là khổ đó, mà theo cái giáo lý tứ đế là Đức Phật gọi là dù cảnh giới nào cũng là khổ đế, khổ của danh sắc thôi. Nên nhiều khi quý vị cứ để ý thôi quý vị, mình đi làm hoài cũng mệt lắm, nhưng mà giờ bệnh Covid đó, mình ở chùa hoài mình cũng thấy buồn, thấy tâm tư của mình nó cũng không có thoải mái. Tại sao vậy? Cũng như có nhiều người bây giờ làm lụng cực khổ, mong về già đó mình có ăn uống ngủ nghỉ, nhưng mà rồi nó lại không như vậy quý vị. Mình làm cực khổ, mình tiêu quá bậc thực được mà ít bệnh. Nhưng mà khi mà mình giàu sang, mình ăn, mình nằm, mình ngồi, mình nằm, mình coi TV, mình coi truyện, rồi mình ít vận động, mà sanh ra bệnh béo phì, bệnh tiểu đường, bệnh này bệnh kia. Như vậy rõ ràng đó, rõ ràng cái thân này là khổ, thật sự là khổ. Đã là khổ rồi đó, thì cái khổ mà mình hiện tại mình có, ví dụ mình bây giờ mình không có nhà cửa, mình phải làm vất vả như là những người tỳ nữ mà thấy Chư Tăng
ở trên núi mà không có ngủ. Cô mới nghĩ rằng tại sao mà chưa tăng rảnh rang gì không chịu ngủ, còn bố thì phải xây gạo, phải sàn gạo, phải gánh nước, phải làm đủ thứ hết, mà tới nửa đêm cũng không được ngủ. Còn chưa tăng là ở trên núi mà giờ này cũng không chịu ngủ, cô nghĩ như vậy. Nhưng mà Đức Phật ngài cho cô biết rằng là đối với đệ tử Đức Phật á, dù là không có những cái việc đó nhưng mà các ngài cũng muốn ly cái sự luân hồi. Còn mình đó, nhiều khi mình không có thì mình mong được cái này, mong được rảnh rang để ngủ nghỉ. Mình làm lụng quá vất vả, quá cực khổ thì mong được ngủ nghỉ. Nhưng mà thật sự khi một người mà ngủ nghỉ rồi đó là họ lại thấy buồn chán. Quý vị cứ tự suy nghĩ cái tâm của mình đi, rồi mình sẽ thấy được những điều đó. Có nhiều khi quý vị biết rằng hiện tại mình không có việc làm, mình cũng cảm thấy buồn chán. Nhưng mà lúc mình làm đầu bù tóc rối thì mong rằng mình đừng có công việc để mình. Thì thật sự con người chúng ta là như vậy quý vị. Tâm tư chúng ta là như vậy. Chúng ta có một cái tâm để biết một cảnh. Nếu mà chúng ta biết cái cảnh đó mà hiện tại mà chúng ta thấy lạc ấy, thì chúng ta không thấy khổ. Nhưng mà nếu hiện tại chúng ta thấy khổ thì chúng ta không thấy lạc. Tại vì lúc bây giờ cái thọ quẩn là khổ. Nhưng mà lúc mà nó được vui đó là cái thọ quẩn là thọ lạc. Cái tưởng là cái tưởng về cái hạnh phúc. Nên đó, chính vì điểm đó nên cái ngũ quẩn đó là cái quả hiện tại. Và cái tham ái, cái nhân hiện tại mà chúng ta không thấy. Chúng ta một là trạng thái của thích thú là tham. Hai là trạng thái khó chịu bực bội là trạng thái của sân. Ba là trạng thái si mê là chúng ta không biết cái khổ của ngũ quẩn. Ở góc độ này thì chúng ta nói rằng là khổ, nhưng mà ở góc độ kia chúng ta cho là lạc, là vui. Nhưng thực sự ra đối với Đức Phật đó, thì ngài thấy những cái cảm thọ chỉ là những cảm thọ thôi. Những cái hữu vi pháp là hữu vi pháp, nó có những cái trạng thái cột trói chúng sanh, Đức Phật là vị ngọt. Nhưng mà nó cũng có cái nguy hiểm, người trí mới thấy được nguy hiểm đó, mới thoát ly luân hồi theo cái sự tu tập của vị chánh đẳng chánh giác với Đức Phật dạy về phương pháp tu tập. Chính về điểm này đó nên đó, những cái tuyên bố của ngoại đạo đó, họ tuyên bố về những cái luận thuyết á, những cái luận thuyết về tưởng sai biệt, cái tưởng hay là tưởng đồng nhất á, hay là tưởng dị biệt á, hay là hữu biên hay là vô biên, hay là thường hằng, về cái vấn đề này vấn đề kia đó, thì Đức Phật ngài biết được vấn đề đó. Và chính vì ngài biết được vấn đề đó nên á, ngài dạy chúng ta đó. Có nghĩa là những cái vấn đề đã được Đức Phật ngày thuyết giảng, và ngày thuyết giảng về những vấn đề đó. Như vậy thì thường thường chúng ta thấy rằng những cái quan điểm, những cái chủ thuyết của những cái thuyết thường kiến, hay những cái thuyết đoạn kiến, hay là những cái thuyết trường uống cho con liên lương, họ không nói như vậy là đúng, cũng không nói như vậy là sai. Vì mình nói thế nào thì họ không chấp nhận bên nào hết, thì họ trở thành cái chủ thuyết trường uống. Những cái chủ thuyết về không gian hữu biên, hoặc là những chủ thuyết về không gian vô biên, những cái thuyết về tưởng hữu biên, hoặc là những cái thuyết về tưởng vô biên, hay là những cái thuyết về tưởng diệt hay bất diệt đó, những đó là những cái quan kiến. Những cái quan kiến đó với những cái trí kiến đó thì Đức Phật này biết được về cái quan điểm của những cái tri kiến này. Và chính vì những cái tri kiến đó nên chúng sanh đó bị cái vị ngọt, đó là tham ái, rồi tiếp tục đó, ái rồi thủ rồi hữu rồi hành và vô minh. Bởi vì ái thì thường thường ái mạnh thành thủ. Chúng ta ôm ấp một cái tri kiến, ôm ấp ngũ quẩn, ôm ấp những cái pháp hữu vi. Chính ôm ấp cái hữu vi đó, chúng ta sẽ có những cái dục tưởng, những cái kiến tưởng, những cái vô minh tưởng, có những cái tưởng quẩn mà sanh ở trong những cái bất thiện, những cái phi phúc hạnh, hoặc là chúng ta đam mê trong phúc hạnh. Nhưng mà thường thường chúng ta biết rằng bất thiện trở thiện, hoặc là thiện trở bất thiện, hoặc là thiện trở bất thiện, hoặc là bất thiện trở thiện, hoặc là vô ký trở thiện, hoặc là vô ký trở bất thiện. Thì những cái điều đó được Đức Phật ngài nói lên đó, cái quả hiện tại nối với cái nhân hiện tại. Bởi chúng ta thấy thọ là cái quả hiện tại, nối với cái ái là cái nhân hiện tại. Ái thì có thủ, có hữu là có sanh thủ trong tương lai, có vô minh là không thấy sự thật.
có hành là hành động, thân hành, khẩu hành là ý hành, phúc hành hay phi phúc hành. Như vậy là chính về điểm đó đó là những cái mấu chốt để hiểu được cái bài kinh này. Thật sự cái bài kinh này thì không phải dễ để mà chúng ta thấu triệt đâu quý vị. Thật sự không phải dễ. Chúng ta phải cố gắng học hỏi và cố gắng suy tư nhiều. Từ cái văn tuệ nó trở thành cái tư tuệ. Cái văn tuệ là chúng ta học hỏi cho thuộc, rồi chúng ta đem suy tư để chúng ta thấy được cái danh sắc ngũ uẩn, thấy được những cái xúc xứ này nó sanh ra những cái cảm thọ và những cái tưởng. Chính những cái điều đó đó nó cột rõ chúng sanh trong ngũ uẩn, tiếp diễn cái quả hiện tại nối với nhân hiện tại, nhân hiện tại cho ra cái quả tương lai. Vì thường thường chúng ta thấy ái cũ hữu và hành đó, vô minh, đó là nhân hiện tại đưa đến thức danh sắc lục nhập xúc thọ trong tương lai. Chúng ta tái sanh một cái ngũ uẩn trong tương lai nữa, ở trong cảnh giới này hay cảnh giới kia, vui hay khổ tùy theo cái nghiệp mà chúng ta tạo tác, mà chúng ta gọi là hữu và hành, đó là nghiệp luân hồi. Thì trên bạch thượng tọa, cái phần trình bày về cái phần thứ hai của bài kinh 53 đó, thì con xin trình bày như vậy. Chắc chắn cũng sẽ không hết được cái ý nghĩa của cái bài kinh này, nhưng mà đây là sự cố gắng trong cái thời gian con trình bày, cần cái sự đóng góp thảo luận của quý ngài, nên con xin chấm dứt cái buổi giảng với bấy nhiêu lời trình bày. Tỉnh thượng tọa giác đạt để điều hòa phần thảo luận. Dạ, con xin kính đảnh lễ quý ngài. Sa thú kính trường trường hợp Pháp Đăng. Rất khó nghĩ là hôm nay trường hợp Pháp Đăng giảng được trường rất là tốt. Quý vị có đọc được hết câu trắc nghiệm số 1 không? Nếu quý Phật tử đọc được hết xin quý vị quan nghĩ cho biết, vì câu trắc nghiệm của hơi dài rồi. Một lần nữa xin hỏi quý vị có đọc được hết câu trắc nghiệm cái chữ câu D không? Cả ba câu trên đều đúng. Chúng tôi muốn hỏi một lần nữa, quý Phật tử có thể cho chúng tôi biết quý vị đọc tới câu nào để quý vị đọc được tới câu nào? Dạ vâng. Dạ. Và thì Thầy Siêu không biết Thầy Tọa có ở trước máy không? Nếu Thầy Tọa Thầy Siêu đang ở trước máy, xin thỉnh Thầy Tọa hoan hỷ. Dạ vâng. Thỉnh Thầy Tọa Thầy Siêu cho đáp án của trắc nghiệm số 1. Mời quý Phật tử trả lời cho câu trắc nghiệm số 1 là trong kinh Phạm Vọng Trường Bộ. Đức Phật dạy rằng có những vị Sa Môn và La Môn tu thiền với là kiếp quá khứ từ khỏi ở khỏi Phạm Thiên. Bởi chi từ chúng vị ở cõi Phạm Thiên, tức là đời trước, nhớ đời trước mình sinh ở cõi Phạm Thiên. Vì này lúc sinh ra ở cõi Phạm Thiên đã thấy có một vị đại phẩm có mặt, và lúc hết tuổi thọ thì vị đại phẩm Thiên vẫn còn. Với sự giáo biết như vậy, vị Sa Môn ấy tin tưởng mãnh liệt là vị đại phẩm Thiên đó chính là Thượng Đế toàn năng tối thắng sáng tạo chủ. Chắc kiến của vị Sa Môn đó có vấn đề đặt sau đây. A, tuổi thọ ngắn hơn, nơi không thể lượng định được chúng sanh có tuổi thọ dài hơn. Tức là lúc mình sinh ra đó thì lúc sinh ra đó thì bị phạm thiên đã có, bị đại đã có mặt rồi, mình lúc chết đi vậy là đại phạm thiên vẫn còn. B là tâm đức thấp hơn, nên không thể lượng định tâm đức cao hơn. Tức là một vị mà chứng cũng là chứng sơ thiền, nhưng mà sơ thiền cũng bị phạm chúng thì thấp hơn của vị đại phẩm thiên chẳng hạn. Thì đôi khi giống như là một người bình thường, mình không có trình độ về khoa học kỹ thuật mà đánh giá một cái vị chủ tịch của một cái công ty về điện toán lớn, thật ra mình hiểu không tới. C là sự nhận biết trong cảnh giới, trong một cảnh giới không thể áp dụng cho tất cả. Đây là cả ba câu trên đều đúng. Mời quý Phật tử trả lời và kết trình thì gọi tội siêu qua vị cho đáp án.
Anh Nam Mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Thiên Vương Đại Đức Phật. Kính thưa quý vị, trong câu trắc nghiệm thứ nhất, nhắc lại cái đoạn kinh mà Đức Phật ngài thuyết trong kinh Phạm Võng Trường Bộ Kinh, một vị Sa Môn nhớ được kiếp quá khứ lúc sanh ra ở Phạm Thiên, thấy có mặt ở Đại Phạm Thiên rồi. Khi vị đó hết tuổi thọ thì Phạm Thiên nó vẫn còn. Nhớ biết như vậy, vị Sa Môn tin tưởng mãnh liệt là vị Đại Phạm Thiên đó chính là Thượng Đế toàn năng, tối thắng, sáng tạo chủ. Thì chấp kiến của vị Sa Môn đó có vấn đề. Là bởi vì tuổi thọ ngắn hơn nên không thể lượng định được chúng sinh có tuổi thọ dài hơn không. B là tâm đức tánh thấp hơn nên không lượng định tâm đức cao hơn. C là sự nhận biết trong một cảnh giới không thể áp dụng cho tất cả các cảnh giới khác. Thì ở đây thứ gì? Trong ba câu đáp án của thảo luận ABC, câu nào cũng có thể suy nghĩ để chấp nhận được. Nhưng theo chúng tôi thì cái chấp kiến của vị Sa Môn đó nó có về là vì nó chỉ nhận biết trong một cảnh giới mà trước đây vị đó đã từng sanh. Rồi vì cho rằng Đại Phạm Thiên là Thượng Đế toàn năng, tối thắng, sáng tạo chủ. Cái vấn đề xảy ra ở đây đối với vị Sa Môn này là cái sự nhận biết trong một cảnh giới không thể áp dụng cho tất cả. Vậy mà vị đó đưa đến kết luận và chấp kiến là vị Đại Phạm Thiên
chính là Thượng Đế toàn năng tối thắng sáng tạo chủ. Cái vấn đề ở chỗ đó, tuy nhiên cũng có một vấn đề mà người Phật tử chúng ta sẽ suy nghĩ, do vì cái vị Sa môn này trước đây là Phạm Thiên, sanh lên cõi Phạm Thiên, rồi có tuổi thọ ngắn hơn vị Đại Phạm Thiên, có thể là vị Phạm Chúng Thiên hay Phạm Phụ Thiên, tưởng thọ ngắn hơn vì Đại Phạm Thiên, cho nên không có lượng định được, mà chỉ tin là cái vị Đại Phạm Thiên sống lâu, sống trước khi mà mình có mặt, và cho đến khi mà mình biến mất ở cõi Phạm Thiên, sanh xuống cõi người, mà bây giờ hành thiền, chứng thiền và quan sát thấy vị Đại Phạm Thiên nó vẫn còn. Nên cái tuổi thọ, do cái tuổi thọ ngắn, nên không thể lượng định được chúng sanh tuổi thọ dài. Thì ở đây thưa quý vị, trong cái câu A này nè, chúng ta phân tích thì chúng ta sẽ thấy ai trách cái chấp kiến này là của cái vị Sa môn ở cái cõi người có thần thông và nhìn thấy mới suy nghĩ về chấp kiến, chứ chấp kiến này không phải là chấp kiến của cái vị Phạm Chúng Thiên hay Phạm Cụ Thiên đâu. Vì vậy chúng ta nói, chúng ta không nói rằng cái vị Phạm Thiên tuổi thọ ngắn nên không thể lượng định được chúng sanh tuổi thọ dài hơn. Cái điều này nó đúng là nó đúng trong một thì cái vị Phạm Thiên, thì cái những sa môn tu thiền nhớ kiếp quá khứ từ ở cõi Phạm Thiên, rồi vị này mới chấp kiến như vậy. Cho nên lý do mà chúng tôi không chọn cái câu A là vấn đề tiếng của cái vị Sa môn. Cũng vậy trong cái câu B, tâm đức thấp hơn nên không thể lượng định cái tâm đức cao hơn. Thì ở đây đó, nếu mà so sánh về cái tâm đức với tâm đức đó, thì chúng ta phải nói là cũng đồng thời là hiện sanh ở trong một cái cõi Phạm Thiên giống nhau, cõi Phạm Thiên do cái năng lực của thiền. Nhưng mà đối với Phạm Chúng Thiên, Phạm Bộ Thiên thì cái tâm đức kém hơn là cái vị Đại Phạm Thiên. Nhưng mà trường hợp kém hơn đó thì cái vị Phạm Chúng Thiên hay vị Phạm Phụ Thiên này họ cũng không có kiến chấp gì. Chỉ khi mà vị Phạm Chúng Thiên, Phạm Phụ Thiên nó sanh xuống cõi người đắc thiền, nhớ lại kiếp quá khứ, rồi vị đó thấy như vậy mới có cái sự chấp kiến.
Như vậy cái lỗi chấp kiến đó là cái lỗi ở vị sa môn, tức là hậu thân của cái vị vọng trụ thi, vọng trụ thi, chứ không phải là cái lỗi chấp kiến của cái vị phẩm trúc thiên và phụ thiên khi còn ở cõi phẩm thiên. Cho nên cái sự chấp kiến có vấn đề là của cái vị sa môn đó, chấp kiến của vị sa môn đó có vấn đề. Vấn đề gì? Là tại vì vị đó chỉ mới có nhận biết ở trong một cảnh giới phạm thiên, thì làm sao có thể áp dụng được cho tất cả, mà lại chấp rằng chỉ có đại phạm thiên là thượng đế. Cái vấn đề của cái vị sa môn đó là ở chỗ này. Vị đó phải biết là dầu cho đại phẩm thiên thì cũng chỉ mới là cái cõi sơ thiền thôi. Còn khi còn có ba cái cõi vị thiền, ba cõi tâm thiền, và bảy cõi tứ thiền nữa, nếu kể luôn vô tướng là còn bảy cõi tứ thiền, rồi lại thêm nữa là phạm thiên vô sắc giới còn cao hơn nữa, tuổi thọ còn dài hơn đại phạm thiên nữa, không phải chỉ có bao nhiêu đó. Cho nên theo chúng tôi thì cái vấn đề chấp kiến của người sống là ở chỗ là khi bị đó chấp kiến như vậy đó, thì nó sai ở chỗ là sự nhận biết trong một cảnh giới không thể áp dụng cho tất cả. Thì cái đáp án của chúng tôi trong câu này là câu C. Bây giờ thì xin thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng xem coi Thượng Tọa có ý kiến gì trong câu này hay không. Nam Mô Thầy Giảng. Sao thuộc cái đường từ Phật tử siêu Minh Chí Tôn Đức và Thư Quý Phật tử ở Thư Quý vị từ Phật tử siêu thì Thư Tổ muốn phân ra trường hợp một vị Phạm Thiên đang sống với Phạm Thiên và hậu thân vị Phạm Thiên đó sinh vào cõi người trở thành vị Sa Môn tu tập có thiền định và có khả năng nhớ biết quá khứ, thì Thư Tổ muốn phân làm hai, là một cái là hiện thân, một cái là hậu thân. Nếu với chúng ta thì chúng ta cứ xem là một thôi. Chỉ có cái là những vị này khi tu tập nhớ là kiếp quá khứ thì các vị nhớ rằng à lúc mình sanh lên cõi đó, đó thì đã có một vị phẩm thiên ở đó. Ở trong kinh Phạm Bổn Đức Phật này nêu chuyện này rất là rõ ràng, và khi vị nó mất đi thì vị phẩm đại phẩm thiên nó vẫn còn. Thì mình chỉ nhớ thôi, mình trí nhớ và trí nhớ cần kiếp quá khứ, nhưng mà vị đó không có năng để lượng định cái tuổi thọ vị phẩm thiên đó, là vị đó cũng có sanh ra và cũng có chết đi, thành ra vấn đề tuổi thọ nó cũng trở thành vấn đề. Và thứ hai nữa đó là vị này chỉ thấy được cái hào quang chói sáng, nhưng mà vị này không có, tại vì vị đại phẩm thiên cái tâm đức lớn hơn nên cũng không thể đo lượng được, tại vì đề nghị thực vị là thượng đế, là hiểu lầm thôi. Tại riêng đối với chúng tôi thì chúng tôi chọn câu D, nhưng mà những điều sự thật thì nói là không phải không có lý, là bởi vì thì tôi muốn phân ra làm hai, là một cái hiện kiếp và một cái hậu kiếp là hai người khác nhau. Nhưng mà
cho dù là hai người khác nhau thứ gì, vấn đề hiểu lầm nó vẫn dựa trên cái tuổi thọ, nó vẫn dựa trên cái khả năng để biết tâm, và nó chỉ thấy trong một cảnh giới quá khứ. Thật ra ở đây nó tạo nên cái quan niệm chấp về thượng đế. Và cái thí dụ này có được Đức Phật dạy ở trong kinh Phạm Vọng. Bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta bước qua một cái câu trắc nghiệm số 2, và thỉnh sự Hợp Tân Quan Hỷ trả lời cho câu trắc nghiệm số 2. Câu này thì nó hơi dài, quý vị nghĩ cho chúng tôi post toàn 3 phần. Không biết sự tổ Hợp Tân có mặt ở trước máy không? Nếu sự Hợp Tân đang có mặt ở trước máy, xin thỉnh sự tổ Quan Hỷ cho đáp án câu trắc nghiệm số 2. Chúng ta thấy rằng ở trong những cái chấp kiến vừa qua nó tạo nên 15 cái chấp kiến, như là tự ngã và thế giới là vô thường, tự ngã và thế giới là thường còn và vô thường, tự ngã và thế giới không thường còn không vô thường, tự ngã thế giới là vô biên, tự ngã thế giới là hữu biên vô biên, vân vân. Thì 15 cái chấp kiến này chúng tôi không biết là có thì giờ không. Nếu có thì giờ thì ở đoạn cuối chúng tôi sẽ cố gắng để trở lại với những chấp kiến này. Thì theo lời Phật dạy, những chấp kiến có vấn đề ở chỗ nào? Và như là chấp kiến là A, là lấy tự ngã làm cơ sở đối chiếu, như lấy cái găng tay nhỏ của mình để đo công trình làm cao ốc trong tầng. Mình đo cái gì? Chúng tôi nhớ là chúng tôi không có cái thước, tại đó lấy cái găng tay mà mình đo thứ gì. Nhưng mà mình lấy găng tay mình đo thế giới này, đôi khi á mình cũng quên rằng cái thế giới lớn hơn mình nhiều lắm. Mình không thể lấy găng tay mình đo cái bóng cây, mình không thể lấy găng tay đo gì, nhưng mà con người bình thường lấy cái tự ngã mình để đối chiếu với thế giới, và đó là vấn đề. B là vấn đề nhỏ bản thân chưa thấu suốt lại bày ra vấn đề mênh mông hơn, khiến cho sự việc đã khó hiểu lại càng thêm. Bản thân của mình không hiểu hết, mình hoàn toàn không hiểu hết, nhưng mà khi mình không hiểu hết thì mình lại dùng một cái thế giới lớn hơn để mình đối chiếu, thì nó trở thành khó hiểu. Thế là những kiến chấp như vậy chỉ là quan điểm mà không thiết thực cho sự tu tập giải thoát. Thí dụ thế giới là hữu biên hay vô biên, thế giới là thường còn hay không thường còn, vân vân, nó không lợi ích gì cho sự giải thoát hết. Đây là cả ba câu trả lời đúng, mời quý Phật tử trả lời và kính thỉnh từ Thọ Tân Quan Hệ cho đáp án. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Thầm Mai Giá, Nam Mô Sân Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Tệ Quyền, Thượng Tọa Minh Hành Đại Đức Phật Tính, cùng Sư Nguyên Thông, Dũng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thị nam tín nữ. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Cái câu hỏi trắc nghiệm này rất là dài, tụ chung lại thì có mấy cái vấn đề. Thì cái câu hỏi ở đây được đặt ra đó là những chấp kiến tự ngã và thế giới vô thường, tự ngã và thế giới là thường còn và vô thường, tự ngã thế giới không thường còn là không thường, vân vân. Hữu biên hay là vô biên thì cái vấn đề này nó rất là nhiều khê, rất là nhiều, và nó vấn đề cần phải nói. Thì ở đây cái câu hỏi đặt ra đó là cái câu cái gì, chờ chúng tôi một chút. Cái câu A đó là lấy tự ngã làm cơ sở đối chiếu, để như là lấy găng tay nhỏ bé của mình để đo công trình làm cao ốc trăm tầng. Thì cái việc này đó là nhiều khi mình lấy cái suy nghĩ của mình, lấy cái hiểu biết của mình để ra là mình so với cái thế giới của rộng lớn bao la bên ngoài. Sự thật ra thì nó cũng khó chính xác được, bởi vì cái mà mình có được là nó nhỏ quá đi. Cái tự ngã của mình, nó cái tôi của mình đó, nó vốn là nhỏ lắm, còn cái thế giới thì nó bao la. Chúng tôi nhớ hình như là trong cái phẩm Tương Ưng có cái phẩm gọi là kinh này, gọi là Hikorotasa, thiên tử Hikorotasa,
nói là cái thế giới này, Đức Phật này nói là dụ cho một cái bước mà thiên tử Hirotasa bước từ biển Đông sang Tây đó, mà đi có mãi 100 năm đó, không ngừng nghỉ đó, thì cũng không thể nào mà đạt tận cùng của thế giới. Cho nên nếu lấy cái tôi của mình để đo một cái công trình nào đó, đo một cái thế giới này đó, để mình biết về hết tất cả cái vạn vật hữu tình, vô tình, cái thế giới này, về cái nguyên nhân, cái sự xuất khởi của nó, thì cái tôi của mình nó vốn là nhỏ. Giống như là mình diệt mà mình lấy cái găng tay của mình, mình đo cái công trình nó cao hàng trăm tầng thì nó không thể nào mà khó làm được gì đó. Cái câu B đó là vấn đề nhỏ của bản thân chưa thấu, lại bày tỏ ra vấn đề mênh mông hơn cả thế giới, khiến cho sự khác, sự việc đã khó hiểu là càng thêm khó hiểu. Sự thật ra đó thì khi Phật dạy cho mình về cái thế giới nội tâm của mình, và mình chỉ nhìn vào cái thế giới nội tâm của mình, biết được sự sanh diệt của danh sắc, đó là cái thế giới mà trong kinh có nhiều lần Phật ví cái thế giới này là cái thế giới ở trong cái tấm thân này, tức là chỉ cho cái ngũ uẩn này. Và việc ngũ của mình là chỉ có cái là mình quán chiếu, mình nhìn lại cái sự sanh diệt của danh sắc của pháp hữu vi mà thôi. Cho nên nếu để mà mình nhìn lại chính mình, nhìn về nội tâm chính mình, thì cái điều đó nó khả dĩ hơn là mình bàn về cái thế giới ở bên ngoài. Trong khi có một số người, đặc biệt là sau khi Đức Phật tịch diệt rồi, thì có những cái trường phái lý luận thường đưa ra về cái thế giới quan cũng như là nhân sinh quan rất là nhiều, bàn rất là nhiều. Cách đây khoảng một tuần, có một anh chàng đó, anh nói chuyện với mình mà anh nói về đại thừa với tiểu thừa. Anh nói hiện lượng này kia nó rất là nhiều, nói toàn là lý thuyết không, nói toàn là cái lời lẽ, lý thuyết, biện luận không, không biết là thực hành tới đâu, hiểu về lời dạy của Đức Phật tới đâu, mà rồi là không biết là thực hành được tới đâu, hiểu về lời dạy của Đức Phật tới đâu, mà bàn về cái thế giới toàn là nào là những cái hệ thống của kinh Đại Thừa. Thì mình nghe mình nói, tại sao không hướng về cái chỗ mà chính vì cái gì Đức Phật ngày dạy đó mà không chịu ấy, cứ tối ngày bàn hơn thua cái chuyện đó. Thì chúng tôi muốn nói như vậy để cho mình biết rằng càng về nhiều á, thì càng về sau này đó, thì càng nhiều, có nhiều người là hãy thích lý luận, thích tham, mà không nhìn về cái thế giới nội tâm của chính mình. Mà cái tôn chỉ của Đức Phật á, Đức Phật dạy cho mình là cái gì mà mình tự mình trực nhận ở nơi cái thân tâm mình trực nhận nơi cái thân tâm của mình, bỏ cái việc ác, thực hành các cái việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Thì cái việc đó là cái việc mà mình nói như vậy đó, chứ không phải là dễ mà làm. Mà bàn xa bằng cái gì đó mà người ta nghĩ rằng cái gì bàn đó mà khó hiểu á, lại là cao siêu. Khó hiểu mới là cao siêu. Cho nên chúng ta để ý mấy cái phần mà kinh thuộc về hệ thống kinh giáo bất là mênh mang, không biết ở đâu nữa, không biết ở đâu. Rồi cuối cùng đó là những cái điều mà ta có hiểu là cái điều cao siêu nhất ở trên cuộc đời, người ta cho rằng như vậy. Thì ở đây chúng tôi thấy rằng có những cái điều á, Đức Phật ngày bàn, ngày dạy về cái vấn đề mình cái câu bê đây đó, mình nhìn về cái sự thật của chính mình, tức là thân và tâm của mình, hay là danh và sắc của mình, với sự quán chiếu và tu tập của chính mình, thì cái điều đó nó khả dĩ mà chúng ta có thể làm được. Và cái đó nó sẽ có cái kết hữu. Càng rối thêm nữa. Rồi cái câu C ở đây đó là những quan kiến chấp như vậy chỉ là quan mà không thiết thực có sự tu tập giải thoát. Thật sự ra thì mình về một cái gì đó, cái kiến chấp về một cái gì mình cho là nhất, duy nhất, thì nó cũng chưa phải thực
thực sự nên cái việc của mình mỗi một lần phải có một sự nhận đúng đắn về cái sự tu tập của chính mình, và mình biết giống như mình chuyển hóa và mình biết sửa đổi ngay cả cái quan điểm suy nghĩ của mình. Có những cái mà mình chưa thấy chính xác thì thật sự mình phải biết là sửa đổi để rồi mình có thể có được cái sự tu tập tiến bộ lên thêm. Chứ còn mình cứ chấp hoài một cái quan điểm mà quan điểm đó thật sự là nó chưa hoàn toàn đúng đắn, mà mình cứ giữ như vậy hoài thì không bao giờ mà thấy được cái đường lối, đường hướng tu tập của mình nó có cái sự tiến hóa, tiến bộ trong cái đời sống tu tập của mình. Cho nên tu tập giải thoát thì hướng đến cái sự giải thoát thì mỗi thời điểm, mỗi thời gian, nếu mà cái việc mà hành trì của mình nó có một sự liên tục và có cái sự tiến bộ thì rõ ràng là mình thấy được cái sự an lạc lên thêm. Nếu như mà mình giữ hoài một cái quan điểm hoài, chấp như vậy hoài thì thật sự ra chúng tôi nhớ là mỗi người có một cơ tánh, và cơ tánh nó thích hợp nhân duyên với những cái đề mục, nhân duyên những cái đề mục đó, đó thì nhiều khi đó là mỗi người cũng phải ứng dụng theo mỗi cái, và do vậy nó có thể có cái kết quả cho cái đời sống tu tập của mình. Thì nghĩ là như vậy. Cho nên là cái câu đó đây đó là cả ba câu trên đều đúng. Thì thật sự ra đó là do nãy giờ nói là cái thế giới này tự ngã hay vô ngã, hay là vô thường hay hữu thường, hay là cái gì đó vô biên hữu biên, khổ hay không khổ gì đó, thì người ta bàn về những điều đó, bàn về những điều đó. Cái bài kinh hôm nay rộng quá, rộng quá. Nói chung cái câu ở đây đó được đặt ra từ A rồi B rồi C và cuối cùng là D đó, thì mình thấy rằng chọn cái câu D đó để làm cái đáp án là gì á, trong cái suy nghĩ của mỗi người, cái ngã chấp của con người đó nó đều liên quan đến ba cái câu này. Chúng tôi chọn cái câu D. Thì chúc mừng quý Phật. Dạ, bây giờ con kính thỉnh thượng tọa. Sao thủ được thượng tọa từng thượng tọa có mặt ở trước máy không? Nếu thượng tọa tuyệt quyền có mặt ở trước máy, xin thỉnh thượng tọa hoan hỷ cho đáp án câu trắc nghiệm số 3. Một lần nữa xin hỏi thượng tọa tuyệt quyền có mặt ở trước máy không? Thưa quý vị, câu trắc nghiệm số 3, chỉ chắc thủ niết bàn hiện tại hay tịnh độ nhân gian, trong bài kinh này có vấn đề chỗ nào? Ở đây Đức Phật có đề cập đến có nhiều vị sa môn và la môn do sự tu tập thì đạt đến sự an lạc. An lạc, những vị an lạc, vì này an lạc trong thiền định, an lạc trong sự thanh tịnh, không là đơn giản đâu, cũng là bí diệu lắm. Nhưng mà do vì đó gọi đó là hiện tại niết bàn, biết tức quá khứ không biết tương lai, gọi là hiện tại niết bàn. Thì theo bài kinh này có vấn đề chỗ nào? A, sự an lạc trong hiện tại là do cảm thọ. Cảm thọ, ví dụ mình sống mình cảm thấy nhẹ nhàng, khinh khoái, cảm thấy thư giãn, thì cái đó chỉ là cảm thọ. Và niết bàn thì nó không nằm ở trong cảm thọ. B là hạnh phúc trong hiện tại đòi hỏi điều kiện để có được. Trong lúc niết bàn là pháp vô vi, không do duyên cách thật. Ví dụ như một người, có nhiều người họ muốn có cái thất, một cái tịnh thất rất là đẹp, một tịnh thất rất là sinh thủy hữu tình, một tịnh thất rất là có phong cách kiểu Nhật, vân vân, thì họ mới cảm thấy an lạc. Thì những cái sự an lạc đó nó thường là niết bàn tịnh độ nhân gian được. Mà tại vì sao vậy? Thì an lạc muốn có điều kiện, khi không có cái đó thì nó không có an lạc nữa. Nên là hạnh phúc trong hiện tại luôn bị hạn cuộc bởi sức khỏe, tuổi thọ, hoàn cảnh, vượt khỏi tất cả hạn cuộc đó. Chúng có nói chuyện với vị sư cách đây hai hôm, vị sư cô là vị bán thế xuất gia, và trước khi đi tốt cái tiệm một cơ sở thẩm mỹ viện rất là lớn ở Nam California, rồi đi tu, rồi vị đề nghị là tất cả mọi thứ đều an lạc hết, sắp xếp mọi thứ rất là chu đáo. Và vị nói rằng đã sống ở Mỹ rồi mà có tiền bạc mà lại cất cho mình một cái tinh thất đầy đủ nữa,
Nhưng bây giờ gặp tới cái bệnh dịch corona bị này, cảm thấy nó tồi túng, cảm thấy khó chịu, cảm thấy bực bội quá. Thì bây giờ mình mới nhận ra một điều là cái hạnh phúc của mình tạo lên đó, nó bị chi phối bởi hoàn cảnh, bị chi phối bởi sức khỏe, bị chi phối mà muốn bị khác đi, vân vân. Mà nếu bàn thì không có nằm trong hạng cuộc như vậy. Đây là cả ba câu trên đều đúng. Mời quý Phật trả lời và kính thỉnh Thượng tọa Trường Nguyện Hoa Kiển cho đáp án. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tha Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dịch thưa, để chúng được nghe rõ không? Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật Giáo Pháp và chúng tăng kính lễ đến Sư Phụ Thầy Siêu Thượng tọa Nhất Đẳng Thượng tọa Pháp Đăng Thượng tọa Minh Hạnh, để Đức Phật Tính Sư Nguyên Thông cùng Sư Tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng Sư Phật Tử. Bây giờ kính mời quý vị nghe, kính thưa quý vị, cái câu trắc nghiệm số 3. Sự chấp thủ niết bàn hiện tại hay tịnh độ trong nhân gian trong bài kinh này có vấn đề chỗ nào? Như hôm qua chúng tôi đã cũng đã nói đến cái niết bàn trong dân gian ấy, thì câu tức là cái cảm thọ lạc của sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc là người ta đã cảm thấy là tuyệt vời rồi, hay người ta tìm một cái cõi tịnh độ nó mang tính thức ở đó được hưởng lạc, là nó mang tính thức giá trị niết bàn của chính họ. Thì ở đây hỏi rằng sự an vui, sự an lạc trong hiện tại là cảm thọ, mà niết bàn thì vượt ngoài cảm thọ. Dạ. Thì kính thưa quý vị, nếu chúng ta học hiểu cái tinh thần Phật pháp á, thì chúng ta biết cái một cái hiện tại lạc trú nó có một giá trị rất lớn, nhưng cái đó nó ở đó các tự thiền. Ngay cái cảm thọ mà dầu cho khổ hay là lạc gì đó thì niết bàn nó không có vướng vào cái lạc hay là cái khổ, mà một trạng thái như thế thôi. Trước nhất định nghĩa cái niết bàn, cái giá trị của cái niết bàn mà Đức Phật là muốn nói tới đó, đó tức là sự không còn sanh tử khổ đau, không còn cảm thọ lạc khổ, không còn cái vui, không còn buồn, không còn cái sự vướng bận, không còn có cái nguyên nhân khởi. Cái niết bàn đó không do một cái nhân khởi, mà cái trạng thái của nó đạt được cảnh giới đó là khi mà tất cả chúng ta diệt trừ tham sân hận và si mê một cách toàn, thì chúng ta sẽ tìm về nó. Cho nên chính là một cái câu mà nếu như gọi là chấp thủ niết bàn hiện tại, tịnh đạt độ hay nhân gian trong bài kinh này có vấn đề cho na là sự hiện tại là cảm thọ, nhưng niết bàn thì nó vượt ngoài thọ. Chúng ta nhớ như vậy, đó chính là một cái câu đầu. Câu B, hạnh phúc trong hiện tại đòi hỏi điều kiện để được, trong lúc niết bàn là pháp vô vi không do duyên kết thành. Đúng như vậy quý vị, nếu như mà cái hạnh phúc mà kiểu như của mà như cái bài kinh niết bàn hôm nay nói đó thì nhưng chúng ta thấy là đòi hỏi tức là vượt ngoài mỗi cái hệ lụy mà thường thường mà vượt ngoài mọi hệ. Còn ở đây thì niết bàn đó họ đạt được bằng một cách tức là thân khinh an, tâm khinh an, họ cảm thấy họ bay tít trên trời rồi, một cảm giác lạc thọ mà từ xưa tới nay họ chưa bao giờ gặp. Đó tức là cái tâm một thân khinh an, và nó có cái hỷ lạc đó. Cảm giác này phải do cái trạng thái ly dục của tâm mà nó đạt được, hay trạng thái của định mà nó đạt được, hay trạng thái của chánh niệm, tâm nó không phóng dật, thì nó khởi sinh cái thiền chứng hay là khởi sinh cái ứng, thì chúng ta cảm thấy nó phiêu bồng, thì người ta cho đó chính là một cái niết bàn. Mà nếu như người nào mà bị dính mắc chỗ này thì kính thưa quý vị, người ấy không thể nào mà có thể được tiến hóa vượt lên được, mà người ấy coi như là tấp bên bờ này, tấp bên bờ kia, hay hoặc là chìm như khúc gỗ chìm xuống sông, hay là bị người ta vác đi, hay là tấp bên bờ này, tấp bên bờ nọ, không thể bơi ra biển cả được, bơi về cái biển pháp, bơi về trạng thái niết bàn chính chắn được. Còn niết bàn á, tức là không do duyên tạo thành, bởi vì nó phi nhân phi quả. Niết bàn nó phi nhân phi quả, nếu bạn có nhân để tạo thành niết bàn thì thời
cái quả gì của Niết Bàn nó có. Cái nhân tạo đến Niết Bàn bởi vì nó vô vi, nó không bị hạn cuộc bởi cái sự sanh sự diệt. Chúng ta nhớ rõ như vậy, hữu vi pháp, tức là còn ảnh hưởng của sanh của diệt, do sanh do diệt mà khởi sanh lên. Còn Niết Bàn là vô vi, không có hiện của, không có bị hệ lụy của các pháp hữu vi hay các pháp hạnh. Hạnh phúc hiện tại đó, có thể nói chúng ta biết, đạt đến các tầng thiền, sơ nhị tam tứ thiền thôi, nó cao tích rồi. Cái trạng thái cảm thọ lạc do ly dục sanh đó, mới chỉ chứng và trú sơ thiền, một trạng thái lạc do ly dục sanh. Từ tới nhị thiền, tam thiền, biết tới, tới tầng phí tưởng, phí tưởng xứ luôn, cao cả nhất tầng thiền vô sắc luôn. Thì quý vị biết cảm giác lạc của tâm ở đó, người ta hưởng lạc của thiền không? Mà suốt một thời gian thật là dài, thì đây người ta cũng cho rằng đó là cái cảnh giới tối cao của chính họ. Chúng ta phải nhớ như vậy. Nhớ Đức Phật Ngài tới cái nhìn của tự giác của Phật lực, thì Ngài nói rằng cái đó cũng bị hạn cuộc trong trong tam giới, bởi vì có duyên khởi của sankhara, của hành, của các pháp hành. Và nếu như còn là như thế, bởi cho nên gọi là cái hạnh phúc à, trong hiện tại mà trong lúc đòi hỏi đó, nó có một cái điều kiện họ được thọ dụng về sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, họ được nhiều cái điều kiện thuận duyên thuận may, họ cho cũng là một cảm giác của chính họ rồi. Thì nhìn về Niết Bàn như thế thì Đức Phật Ngài không có chấp nhận. Cái chấp như vậy là chấp sai. Còn cái giá trị vàng như cái câu bê này chính là cái gì? Tức là không do cái pháp vô vi à, tức là không do pháp hữu vi mà nó tạo thành, mà nó chính là pháp vô vi, không cho duyên, không duyên nó kết thành. Bởi vì chúng ta nhớ khi mà chúng ta phân tích đó, phân tích cái nhân quả trong mệnh đề của tứ đế đó, khổ đế là quả, diệt đế là nhân, sanh ra khổ đế, chính xác, được, phân cái chỗ này là đúng. Nhưng chúng ta nói diệt đế là quả, đạo đế là nhân, là nói là sai. Mệnh đề nhân quả mà chúng ta phân tích như vậy là biết người này không hiểu biết về Niết Bàn, không hiểu biết về diệt đế. Thì cũng như thế, chúng ta phải học hiểu, chúng ta phải phân tích ngay chỗ này. Bởi nó không có duyên, nó là phi nhân phi quả. Dạ, thì cho nên vì vậy, đây chính là cái câu cái này, nó cũng đúng với cái bài, cũng như câu A câu B này, đúng trong cái ý nghĩa của cái sự chấp thủ Niết Bàn. Câu C, hạnh phúc trong hiện tại luôn bị hạn cuộc bởi sức khỏe, bởi tuổi thọ, bởi hoàn cảnh, đến chúng xác như vậy. Người ta đang khỏe mạnh cực kỳ, có thể là những điền kinh, những đô vật rất là mạnh mẽ, nhưng sự thật trong vô tình thôi đó, mà họ dính phải Covid thôi. Thì kính thưa quý vị biết, cái trạng thái cảm lạc, thọ lạc, một trạng thái mẹ khỏe mạnh của họ, nó khủng hoảng. Hay nói một cách đơn giản hơn, chúng ta khỏe lắm mà khi chúng ta bị sốt á, vì mà lên từng 39-40 độ sốt thôi là quý vị thấy tẩu hỏa luôn. Con người mình đến khi mà nó sốt xong, nó rã rời và nó yếu, cứ như cầm cái ca, cầm cái ly, cầm cái tô, cầm cái chén không nổi nữa. Dạ, thì cái sức khỏe con người mình nó rất là phiêu, rất là vô thường. Tuổi thọ cũng như thế. Dạ, cho nên chúng ta đừng có cho rằng chúng mình mạnh khỏe, bởi vì một lúc mà chúng ta bệnh một cái rồi là mọi chuyện nó không còn nữa. Bởi vì nó bị hạn cuộc của cái gì, nó còn bị cái trong cái hạnh phúc của chúng ta mà chẳng qua nó hạnh phúc để đánh lừa những khổ đau. Cái hạnh phúc của kiếp con người chỉ đánh lừa với những khổ đau, và nó che khuất với những khổ đau. Cũng như chúng ta nói là tốt thì khoe, xấu thì che. Thì sự thật ra xấu che cái xấu đó, chứ sự thật ra mà nói cái giá trị đau khổ nó cũng vẫn hiện khởi như thở nào. Vì vậy cho nên ở đây mà Niết Bàn thì vượt qua khỏi cái cuộc đời. Tại sao nó Niết Bàn vượt khỏi cuộc đời? Bởi vì cuộc đời nó còn có sanh có diệt, nó còn hữu vi. Cho nên Niết Bàn không phải sanh khỏi tịnh độ, đó chính là Niết Bàn không có cõi tịnh. Bởi vì cõi nó chúng sinh non gá, mà chúng sinh sinh tới đó, chúng sinh phải chết ở đó, chúng sinh phải diệt. Khi nào mà còn nhân sanh thì
cái đó là có quả diệt. Cho nên Niết Bàn là một trạng thái chứ không có cõi Niết Bàn. Chúng ta nhớ rồi. Chỉ chắc Niết Bàn là cảnh, không là cõi. Chứ gọi là cảnh Niết Bàn, chứ không có cõi Niết Bàn. Cho nên chúng ta nói các chúng sinh được sinh về cõi Niết Bàn thì người ta chưa hiểu về cái giá trị tĩnh lặng của Niết Bàn là một trạng thái tịch tịnh vắng lặng. Cho nên câu D chính là câu ngắn trong cái câu hỏi này. Xin chúc mừng đến tất cả là Pháp Lữ là D, Phong Lan là D, Quyền Ngọc là D, Chìa Khóa Hạnh Phúc là D, Diệu Giác là D, Quang Nguyệt là D, Giác Minh là D, Từ Bi là D, tất cả đều là D. Nếu như đáp án này được xác định đúng thì quý vị quá giỏi. Dạ. Nhà Tư Mãn là D, Loan Liễu cũng là D, Thảo của Thảo Tỳ là C. Dạ. Thì xin chúc mừng đến toàn thể quý vị. Dạ. Chúng con cũng thỉnh thân thầu quay trở lại. Nếu có đi cầm bố túc thì kính cũng thỉnh thân thầu. Nam mô Bồ Tát nhé. Sao chúng cái chân chúng ta bị quyền. Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Tính có mặt ở trước máy không? Nếu Đại Đức Pháp Tính nghe được kinh trình, Đại Đức Pháp Tính hoàn nghĩ cho đáp án câu trắc nghiệm số 4. Dạ, mời quý Phật tử trả lời cho câu trắc nghiệm số 4. Ở trong kinh Đức Phật thường đề cập đến một số cái kiến chất. Và ở đây nó ngoài cái kiến chất nó còn có cái thái độ. Dạ, thái độ. Thái độ đó là chỉ có đây là chân thực, ngoài ra là hư vọng. Như là mình thích một cái loại cà phê thì mình nói chỉ cà phê này ngon, không mấy cà phê Pháp. Dạ. Mình thích một cái bộ ngã đó, chỉ mặc cái màu đó mới đẹp, màu thì không đẹp. À, chỉ cái đây là chân thực, ngoài ra là hư vọng. Thì nó có vấn đề chỗ nào? A, sự cố chấp đó không cho phép cái hơn. Dạ. Nếu mà chúng ta nếu là chân lý thì không thể giới hạn được. Còn nếu nó chỉ có bụng thôi, mà chỉ có cái đó thôi ngoài mà không cho phép mình nhìn rộng hơn thì thật ra rất là khó biết. Ví dụ như là một người chỉ lớn lên ở trong một thành phố mà bảo rằng thế giới này chỉ có chỗ tôi là nhất, mà trong khi đó mình chỉ biết có một thành phố, sao mình biết những chỗ, mình chưa biết chỗ khác, sao biết mình là nhất được. Dạ. Và kính thỉnh thưa lỗi từ siêu đi nghỉ. Xin lỗi thưa lỗi từ siêu. Dạ. Kính thỉnh thưa lỗi từ siêu đi nghỉ. B là sự cố chấp đó chỉ cho phép đã từng biết, trong lúc biết những cái trong lúc có những điều mình biết. Thật ra thì chỉ có đây là chân thực, ngoài ra hư vọng đó thì mình chỉ chắc vào những cái gì mình đã từng biết thôi, nhưng mà chưa chắc cái mình đã từng biết nó là hoàn toàn hết. Dạ. C là chấp kiến đó không cho phép sự so sánh đối chứng. So sánh đối chứng là hồi nãy chúng tôi nói lấy ví dụ như là quý vị thích một cái hiệu cà phê, tự nhiên ai giới thiệu uống ngon thì mình gặp người khác mình nói rằng cà phê này là nhất á. Nhưng mà thật sự khi mình chấp cà phê là nhất á, mà mình uống đợi được bao nhiêu thứ cà phê rồi, và nếu mình uống nhiều thứ cà phê rồi mình mới thấy à cái thứ này nó ngon hơn cà phê khác, gọi là có so sánh đối chứng. Nhưng mà mới biết là cà phê này thôi thì mà mình chấp rằng chỉ có đây là nhất mà không có cái nào hơn nữa, điều đó nó là một kiến chấp. Đây là cả ba câu trình đều đúng. À, mời quý phật tử trả lời và kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính hoàn thiện cho đáp án. Sa thú lành thầy. Nam mô Bụt thầy. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tề Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Tề Quyền, thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa Pháp Đăng, đại đức thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng. Kính chào đại chúng trong trung. Dạ, nằm rất là hoan hỷ khi con nghe được trực nghiệm số 4 này. Phải nói rằng cái sự chấp thủ chỉ có đây là chân thật, ngoài ra là hư vọng. Đây là một cái thử thực chấp vượt, thử thực chấp thân vượt, hoặc là những cái tà kiến. Có nghĩa là khi mà một người mà chấp về cái này rồi đó, thì chỉ có cái tư tưởng của cái vị đó nghĩ cái gì thì cái vị đó sẽ chấp nhận cái đó là sự thật thôi, còn ngoài ra nó sẽ hư vọng hết. Thành ra một người mà có cái tư tưởng đó thì sẽ diễn ra
là sẽ diễn ra những cái sự cố chấp. Ví dụ như là cái đáp án A, sự cố chấp đó không cho phép mình có cái nhìn. Cái điều này đó có nhiều, phải nói rằng chỉ có nhờ cái ban thóp này là có lúc thì chúng tôi mới tâm sự được ở trên ban thóp này. Có nghĩa là quý vị thấy rằng cũng như ở trong thời nay có những cái bài kinh rất là hay, nhưng mà có nhiều khi mình hướng dẫn cho mọi người, người ta đọc mà khi mà đọc thì người ta lại chê, người ta chê là cũng như là mình theo thời nay sửa lại. Ví dụ như quý vị biết rằng cái bài kinh thì có những cái đoạn ví dụ như là nói về cái vị thánh Tu Đà Hoàn đi, nhờ chứng đạt chánh trí đoạn trừ ba kiết sử thân kiến hoài nghi luôn cả giới cấm thủ thoát khỏi bốn. Thì quý vị thấy rằng cái văn đó mà chúng tôi trình bày cho người khác nghe đó, những người mà người ta thí dụ như người ta có học đó, thì người ta nghe cái lời văn đó người ta hoan hỷ, người ta cảm thấy rất là vui. Mà hơn nữa đó, quý vị biết đó, là khi mà những cái người mà người ta tụng đọc những cái đoạn này rồi đó, quý vị hỏi tại sao mà gọi là bậc thánh Tu Đà Hoàn, tự nhiên cái người đó, người mà đã từng tụng cái bài kinh này đó, người ta trả lời cái một ta nói à, tại cái vị đó đã đoạn trừ được ba kiết sử thân kiến với hoài nghi với giới cấm thủ, thành ra được gọi là cái vị thánh Tu Đà Hoàn. Quý vị thấy rằng cái sự tụng kinh đó nó có rất nhiều cái lợi ích. Mình luôn luôn mình nhớ cái vị thánh Tu Đà Hoàn là như vậy đó. Vậy mà có nhiều người người ta không chịu học, người ta không chịu học, người ta nói rằng mình như là mình chê cũ tham mớ, chê cũ giống như là tham sinh quý tử đó, giống như là mình là cái người mà tham sinh quý tử, như là tham phú phụ bận đó quý vị đó. Thành ra đó quý vị thấy rằng thành ra cái điều này nó giống y như là cái câu mồm học, cái sự chấp thủ đây đó, nó làm cho mình không có cái nhìn rộng hơn, không có nhìn rộng hơn quý vị đó. Rồi cái đáp án B, sự cố chấp đó chỉ cho phép mình biết được cái gì mình đã từng biết thôi, nhưng mà trong cái lúc đó những cái biết điều họ, những cái mà có hiện hữu mà bây giờ mà họ chưa có được biết. Ví dụ như quý vị thấy rằng cái môn ví dụ pháp ở trong ngày nay đó, hồi lúc trước khi mà tại chùa Vũ Đức xây cái tăng xá là quý vị thấy rằng ngài trưởng lão hòa thượng Nhất Nhánh có cho cái ông thợ vẽ, ông vẽ nguyên một cái cây, nguyên một cái cây, rồi những cái cành cây sẽ chia ra nó có mấy nhánh, nó có hoa quả là tám tâm đại thiện hay là 12 tâm bất thiện, trong đó có tám tâm tham, hai tâm sân, hai tâm si nữa. Thì quý vị thấy rằng đây là một cái sáng kiến rất là hay, một cái sáng kiến rất là hay quý vị. Rồi bây giờ chúng ta nhìn lại ở trong cái giảng đại học thì có những người sinh viên, có những bạn sinh viên, người ta học bài người ta không có vẽ ra cái sơ đồ như hồi trước kia, mà người ta cũng vẽ ra cái sơ đồ hình cây. Thành ra đó quý vị thấy rằng là người ta rất dễ thuộc bài, rất là dễ thuộc bài. Nhưng mà cái hay đó, có nhiều người người ta cũng còn bảo thủ, người ta nói thôi vẽ cái cây nó rất rối quá, học đi lấy tập ra tâm tham thọ hỷ hoặc tà vô trợ rồi này kia, người ta thích viết ta không có chịu cái sơ đồ hình cây đó quý vị. Mà thật sự ra quý vị biết có những lần chúng tôi đi giảng, chúng tôi cũng đưa cái sơ đồ hình cây đó là có những người nhìn vô người ta rất là mau thuộc bài, người ta rất là mau thuộc bài do người ta nhìn cái sơ đồ hình cây đó. Thành ra đó cái người mà như vậy đó cũng giống như là cái sự chấp thủ, chấp thủ. Tại ra chấp thủ đó thì có chỉ biết những cái gì mà hồi trước giờ như vậy thôi, còn những cái gì mà nó có cái cũng như là người ta thay đổi mới bằng cái tư duy, bằng cái trí tuệ của người ta mà không so sánh để mà chấp nhận cái điều đó. Cái đáp án C là cái sự chấp kiến đó không cho phép sự so sánh đối chứng.
Thì điều này là quý vị thấy cũng dĩ nhiên rồi. Nếu mà mình bị vướng vào cái sự chấp thủ, chỉ có đây là sự thật, ngoài ra là hư vọng, thì mình không có biết cái phép so sánh. Thật sự ra thì quý vị thấy rằng ở trong cái lớp học của chúng ta cũng vậy. Quý vị thấy rằng đầu giờ đó cũng có tụng những cái bài kinh. Thì bây giờ mình đem cái bài kinh cũ ra với cái bài kinh mới ra mình đúng lại đi. Thì quý vị thấy rằng phải nói rằng mình mà nếu mà mình biết dịch kinh á, chưa chắc gì mình được cái văn mà nó có bậc. Là tại sao? Tại vì cái kiến thức của mình nó không đủ. Nó không đủ. Quý vị biết hồi lúc trước chúng tôi học ở trong những cái từ ngữ Pali á, cái từ ngữ Pali á là không có cái từ nào mà nói là mình quỳ xuống để mà mình đánh lễ Đức Phật hết. Không có những cái cụm từ đó. Nhưng mà ở đó dùng những cái từ thí dụ như là hai cái đầu gối và từ rơi xuống, động từ rơi xuống. Thì không lẽ tự nhiên lỡ gặp Đức Phật đó, là hai đầu gối mình bị rơi xuống hả? Đâu phải. Có nghĩa là ở đó mình phải ẩn ý, mình hiểu được mình hiểu được là cái vị đó mình đi đến gặp Đức Phật với hai cái với cái dáng người đảnh lễ Đức Thế Tôn bằng ngũ thể đồng địa vân vân. Hoặc là quý vị thấy rằng ở trong cái câu kệ Pháp Cú á, lang thang kiếp sống ta tìm chắc không gặp đó, thì cái chữ đó, nó ở trong đó nó không có cái chữ nào mà nó là lang thang ba quá ráng sang xa rác và cái là cái sự luân hồi rồi bốn náp bốn năm luân hồi này được lặp đi lặp lại. Thành ra là quý vị rằng là các ngài có trình độ, thành ra các ngài mới chuyển ngữ thành là lang thang bao kiếp sống đó. Thành ra khi mình phải so sánh mình gặp cái bài này hoặc là mình gặp cái cách này, mình phải đem so sánh với cách kia, mình thấy mình mới nhìn thấy các vị đó là đã dắt óc có nghĩa là phải ngồi phải suy nghĩ cho mình rất là nhiều, thành ra mình mới có những cái bài kinh mình đọc ngày hôm nay đó. Thành ra đó quý vị thấy rằng nếu mà mình vướng vào cái sự chấp thủ chỉ có đây là sự thật, ngoài ra là hư vọng thì những người đó không có thể nào mà so sánh cái điều này với điều kia, thành ra vướng vào cái sự chấp về cái kiến đó riết thành ra là được. Vậy thì chúng ta rằng là ở trong cái câu số 4 này đó, câu trắc nghiệm này chúng ta phải chọn cái đáp, cả ba câu trên đều đúng, chúng ta chọn cái đáp án D để làm câu trả lời cho câu trắc nghiệm số 4 này. Chúng tôi thấy đa phần quý vị là chọn đáp án D hết. Xin chúc mừng quý vị. Mất thời gian không có kiểm lại tên. Chúng tôi thấy rằng không có ai chọn khác nhau hết, đều chung với nhau hết. Quý vị và con xin tỉnh thường tọa giác đẳng trở lại. Sa thủ khi dừng để cho Phật tử bên chi Công Đức và chú ý Phật tử còn ít phút sau cùng, chúng tôi xin được bước qua một cái lĩnh vực khác, đó là đại dịch Corona. Ngày hôm nay một bài viết đăng ở trên hãng thông tấn của Anh, The BBC, có nêu lên rằng hiện nay con số người lây nhiễm trên toàn cầu đã vượt quá 2 triệu người. Nhưng mà điều rất là đáng nói là nhà nghiên cứu có thẩm quyền về phương diện bệnh dịch cũng như là những nhà khoa học nghiên cứu về thống kê thì cho biết rằng con số 2 triệu người đó là một con số rất ít so với con số thực sự. Con số 2 triệu người đó là lấy từ những người được xác nhận là có dương tính sau khi đã nghiệm xong. Và chúng ta nhớ rằng cái con số người dương tính này dựa trên số người được kiểm nghiệm là 2 triệu người có dương tính, được xác nhận có dương tính. Nhưng mà con số người được kiểm nghiệm trong một quốc gia đó, thật sự nó không bao nhiêu. Đây là điểm mà chúng ta cần lưu ý. Bởi vì thưa quý vị, nếu chúng ta không có nắm rõ về phương diện này đó, thì chúng ta nghĩ rằng chỉ có 2 triệu người bị dương tính mà thôi. Ở tại Hoa Kỳ thưa quý vị,
cái số người mà được thử nghiệm đó, cho đến ngày hôm nay chỉ chừng 3 triệu người. 3 triệu người đã được kiểm nghiệm. Và trong 3 triệu người kiểm nghiệm đó, thì thưa quý vị, có hơn 600 ngàn người là bị được xác nhận là có dương tính. 3 triệu người trong cái dân số mà 340 triệu người đó, thì chúng ta nói rằng chưa tới 100 người được kiểm nghiệm. Vậy có thể nói rằng không có được sai lầm khi mà các nhà khoa học và lập thống kê họ nói rằng cái con số thực sự người bị lây nhiễm gấp 10 lần cái con số mà chúng ta được xác nhận. Tại vì cái con số được kiểm nghiệm quá ít, chưa đến 1% được. Và như vậy thì đâu đó ngoài kia có rất nhiều người bị lây nhiễm rồi, nhưng mà họ còn khỏe và họ nghĩ còn khỏe. Họ đi kia ở trong siêu thị, ở ngoài công viên, ở tại cây xăng v.v. mà họ đem cái virus nhiễm cho người này người khác mà chúng ta hoàn toàn không nắm rõ. Vì vậy mặc dù đang có cái cố gắng để kích hoạt cái nền kinh tế, nhưng mà sáng nay chúng tôi có đọc một bản tin từ một vị thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa ở tiểu bang Indiana. Vị thượng nghị sĩ này nói rằng bây giờ nó không phải là vấn đề là chọn là bên thiện bên ác, mà phải chọn là cái ác nào mà ác ít, cái ác là ác nhiều. Câu nói đó là cái cách nói của người Trung Đông. Ở đây như vậy, thường thường mình nói rằng hai người đang nói lộn với nhau, mình vào phải bên một người thì mình lựa chọn đứng phe nào thiện, phe nào ác, phe nào đúng sai. Ở đây hai anh đều là ác hết, mà chúng ta không cái thế không lựa chọn được, thì phải lựa chọn là anh nào ác ít nhất thì theo anh đó. Thì ở đây ông nói rằng bây giờ chúng ta đang đứng trước hai vấn đề lớn, một là sự suy thoái trầm trọng của kinh tế, hay là cái sự lây nhiễm khủng khiếp của đại dịch, và chúng ta phải chọn một trong hai. Là mở cửa mặc cho cái sự lây nhiễm, hai là tiếp tục cái cách ly xã hội để hạn chế cái việc lây nhiễm, cứu lấy xã hội nhưng mà kinh tế sẽ sụp đổ. Đó là sự lựa chọn không dễ dàng. Vì vậy khi mà chúng tôi nói những thông tin này thì mong rằng tất cả quý Phật tử, đặc biệt những vị lớn tuổi, cho dù có những tin tức như cuối tháng 4 này mọi thứ sẽ mở cửa lại thì rất là cẩn thận. Ở tại Âu Châu, như chính phủ Pháp ngày hôm qua họ đã tuyên bố rằng họ sẽ triển hạn thêm cái thời gian cách ly xã hội. Ở tại Ấn Độ cũng vậy. Nước Mỹ đang nóng lòng muốn khởi động lại cái nền kinh tế bị trì trệ, nhưng mà điều này chỉ khởi động, nó cũng không có nghĩa là bảo đảm an toàn. Chưa có cái gì bảo đảm an toàn hết. Cho đến giờ phút này, tất cả những chuyên gia mà về bệnh dịch đều nói rằng mở cửa ở cuối tháng 4 này là một điều không thực tế, và điều đó nó sẽ dẫn đến cái đại họa lớn nữa. Nên chỉ thưa quý vị, trong cái chung nó có cái riêng, trong cái cộng nghiệp có cái biệt nghiệp, và trong cái quyết định của một quốc gia đó thì nó cũng nên có những quyết định của riêng tư. Thì quyết định riêng tư của mỗi vị là chúng ta phải biết lo lấy bản thân của mình. Những vị có cái bệnh nền như là tiểu đường, áp huyết, những vị Phật tử lớn tuổi, những người có những cái bệnh khác dễ cảm, dễ bị dị ứng, dễ bị cúm, thì cố gắng phải làm một sự lựa chọn ở bản thân của mình. Không thể theo sự quyết định của thành phố hay của tiểu bang hay của chính phủ liên bang được. Có đôi khi cái chung nó không có thật sự là áp dụng cho tất cả mọi trường hợp được. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay. Phật Pháp Buddha Dharma kính thiên chư vị giảng sư đã vào rung để thuyết giảng. Đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt các Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Và mong rằng tất cả chư quý Phật tử luôn cẩn trọng, bảo vệ tốt cho bản thân của mình, đồng nghĩa với sự bảo vệ người chung quanh, và một cách góp phần thiết thực cho đại cuộc chung của tất cả chúng ta là hạn chế lây lan bệnh dịch. Hẹn gặp lại quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai. Nam mô.
sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa giác đẳng đã từ bi hoan hỷ nghĩ đến Phật tử chúng con dặn dò mà những cái nạn dịch. Dạ, con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính lãnh lễ tri ân sư và dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Bình biết được tín hiệu sa thú sinh thai. Con xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớp sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc Phật sự thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm đức từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hạng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng. Con xin hồi hướng phước lành là khắp cùng pháp giới chúng sanh rồi nhường ngày ra thầy tổ ân nhân hiện hiện quá ban tròn phần phước duyên. Cầu xin hộ pháp chư thiên pháp tâm hoan nghị bao truyền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa pháp luân thường chuyển nhà nhà an khương, chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mang cánh nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành vốn quả vị nhân Thank you.